chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện chương 141, Đại Lan, ngươi thật hiền lành, Chu thị nghe vậy, mặt không có chút máu, dạng này sự tình nàng làm sao có thể bất làm đâu ai bảo triệu sở sở là hạ thành lan cái kia hồ mị tử nữ nhi dù là hạ thành lan chết rồi mỗi lần nhìn thấy triệu sở sở cổ này ghen ghét vẫn là như là kiến hôi vệ tâm để nàng ước gì triệu sở sở trôi qua càng thảm càng tốt nàng cũng làm như vậy ngươi thật sự cho rằng ta là muốn thay bọn hắn ra mặt không phải ta đang chờ ngươi nhóm đưa tới cửa không phải ta làm sao dễ tìm cơ hội lôi chuyện cũ đâu triệu sở sở cười đến một cái kia gọi sáng lạng đừng sợ cũng liền nửa tháng mà thôi ta tin tưởng ngươi nhịn được đến ngươi ngươi ta cái gì ta ngươi muốn chết liền tự sát thôi đến lúc đó triệu quý thanh lại có thể cưới tân nương tử ngủ giường của ngươi đánh ngươi nhi nữ đến lúc đó tùy tiện cho ngươi nữ nhi tìm người không vợ gã chật chật đây coi là không tính hiện thế báo đâu chu thị nhìn xem triệu sở sở liền cùng nhìn xem ác quỷ tràn ngập sợ hãi lão mã thị càng là dọa đến liền cũng không dám thở mạnh sợ triệu sở sở cũng cho nàng ăn loại kia độc dược triệu sở sở nhìn xem bọn hắn sợ hãi dáng vẻ cười nhạo một tiếng mang theo vô tận kinh miệt cùng xem thường lăn ra nơi này nếu là còn dám bước vào nửa bước đừng trách ta không khách khí cũng không biết nhập thất cướp bóc tính cái gì tội danh có lẽ không cần phải huyện nha lý trường liền có thể cho ta chủ trì công đạo lão mã thị cùng chu thị một chữ cũng không dám phản bác nhìn đau ý lăn loạn mang bò rời đi triệu quý đường nhà Triệu Sở Sở vỗ vỗ tay, "Các ngươi cũng nhìn thấy, bọn hắn là thế nào nghĩ hết biện pháp nghiền ép các ngươi, các ngươi nếu là lập không được, coi như ta giúp không các ngươi một lần." Triệu Sở Sở quay đầu lại, nghiêm túc nhìn xem Hạ thị mẫu nữ, "Đầu tiên là đẹp lang hôn sự, lại là tiền bạc, tương lai nói không chừng sẽ còn bất quý đường thuốc bỏ rơi ngươi một lần nữa cưới một cái, có chút sự tình có thể nhượng bộ, nhưng có chút tranh giới cuối cùng tuyệt đối không thể để cho bọn hắn dẫm lên một điểm, nếu không bọn hắn sẽ được một tất lại muốn tiến một thước, đem các ngươi bức tử mới thôi. Hạ thị xấu hổ cúi đầu xuống, thật xin lỗi sở sở, ta, ngươi không hề có lỗi với ta, ngươi muốn hỏi ngươi đúng hay không nổi mình tốt đẹp lan. Đây là ta một lần cuối cùng quản các ngươi nhà lạng sự, nếu có lần sau nữa, ta sẽ không lại dạy các ngươi bất luận cái gì tay nghề. Triệu sở sở nghiêm mặt nói. Triệu quý đường từ lò ở giữa ra tới, hướng triệu sở sở cam đoan, nhất định không có lần sau, ta sẽ không lại để bọn hắn tiếp tục khi dễ chúng ta một nhà ba người. Nói đến vẫn là muốn làm được tốt, ta biết hiếu đạo ngọn núi lớn này ngăn chặn các ngươi, nhưng đều cùng đường mặt lộ còn ngu hiếu, vậy liền thật là đáng chết. Ta minh bạch, sở sở, ngươi giúp chúng ta nhiều như vậy, ta đều nhớ ở trong lòng. Triệu sở sở gật gật đầu, quay người nhập lò ở giữa, triệu quý đường đi đến thê nữ trước mặt, cúi đầu xuống, nàng dâu, là ta có lỗi với các ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không lại giống như kiểu trước đây cái gì đều nghe nương chúng ta đóng cửa lại qua chính chúng ta thời gian tuyệt sẽ không lại giống lúc trước như thế ta tin ngươi triệu mỹ lan thì không có lên tiếng nàng lại một lần nữa cảm nhận được đến từ lão mã thị các nàng ác ý tựa như triệu sở sở nói như vậy thật sự nếu không cường hãn lên bọn hắn còn dừng dây dưa dây dưa bọn hắn cái này cắm xuống khúc rất nhanh liền tại lãnh thủy thôn truyền ra nhưng là không ai đồng tình lão mã thị các nàng bởi vì thực sự quá phận, mà lại bọn hắn cũng biết lão Mã thị vì xính lễ, không nguyện ý để Triệu Mỹ Quyên gả cho Hồ Nhất Minh cái này đồ ngốc, lại bức Triệu Mỹ Lan đi gả, nhà ai cũng không có dạng này đem tôn nữ hướng trong hố lửa đẩy. Lúc nghe Triệu Sở Sở cho ăn chu thị ăn viên độc dược về sau, phần lớn là vỗ tay bảo hay, mà Dương thị nghe được những cái này, mau về nhà đóng cửa lại, sợ Triệu Sở Sở lại lật nợ cũ cũng tới đút nàng một viên độc dược triệu sở sở tất nhiên là không biết những thứ này, chờ đậu hũ đều nổ tốt về sau, triệu sở sở cùng triệu Mỹ Lan cầm đậu hũ, từng nhà đưa qua, đương nhiên, trước đó những cái kia đối triệu sở sở kêu đánh kêu giết người là không được chia, vô luận có phải là họ triệu đều như thế, đậu hũ loại này mới mẻ đồ chơi, thôn dân còn là lần đầu tiên thấy, triệu sở sở phân cho bọn hắn đồng thời, cũng nói cho bọn hắn đậu hũ đều là giá cả bao nhiêu, bạch đậu hũ 12 văn tiền một gạch, đậu hủ ngâm ba văn tiền hai cái, nước đậu hủ một đồng tiền một khối. Về sau muốn ăn, liền đến nhà ta mua, đây là chúng ta thôn mới có giá cả, triệu Mỹ Lan lấy dũng khí cùng các thôn dân nói, một gạch bạch đậu hủ đại khái nửa cân dạng này, đậu hủ ngâm một cân đại khái 23 đến 28 cái dạng này, nước đậu hủ tương đối nặng, triệu sở sở không có xưng qua, mà một cân đậu nành có thế ra ba cân bạch đậu hủ, trừ bỏ chi phí, đối với triệu quý đường một nhà đến nói, rất có lợi nhuận, trừ đậu hũ, bọn hắn còn đưa tàu phớ, nói tóm lại, thôn dân vẫn là thật hài lòng, đem đậu hũ đều đưa xong về sau, triệu Mỹ Lan đấm bóp eo, mệt mỏi quá a, à, nhưng là rất vui vẻ, sở sở tỷ tỷ, đậu hũ ăn ngon như vậy, nhất định sẽ có người mua đúng hay không, triệu sở sở nói, đúng, buổi sáng ngày mai các ngươi sớm một chút làm tốt, chúng ta đi huyện thành, không phải đến trên trấn bán không. Triệu Mỹ Lan sửng sốt một chút, trên trấn có thể bán bao nhiêu? Ta nói cho ngươi, những tủ lâu kia mới là lớn khách. Nếu như có thể đánh nhập tủ lâu, về sau các ngươi đều không cần đưa, chính bọn hắn sẽ đến lấy hàng. Thật, thật có thể chứ. Tủ lâu buôn bán, muốn chính là đồ ăn đầy đủ mới mẻ, không phải luôn kia mấy loại nhiều kiểu, khách nhân rất nhanh liền chán ăn. Vậy bọn hắn sẽ muốn đậu hũ sao? Muốn hay không phải đưa đi cho bọn hắn nhìn xem mới biết được. Đúng, Đại Lang làm đồ ăn ngươi nhớ chưa? ta ăn ngay nói thật, ta làm đồ ăn không quá đi, muốn tử lâu muốn chúng ta đậu hũ, liền phải để bọn hắn nhìn thấy đậu hũ tốt bao nhiêu ăn. Ta ghi nhớ, mặc dù không có anh rể làm được ăn ngon như vậy, nhưng là hẳn là còn có thể vào miệng. Lại không tốt, chúng ta để tử lâu đầu bếp làm, bọn hắn khẳng định lợi hại hơn, chẳng qua sở sở tỷ tỷ, chúng ta ngày mai mấy điểm đi a? À? đến trong thành rất xa, ta ngày mai cũng tới hỗ trợ, làm tốt liền đi, đại khái muốn trong thành qua đêm triệu mỹ lan ghi tạc trong lòng lại hỏi một chút vấn đề khác hai người lúc này mới tách ra triệu sở sở trở lại tạ gia phát hiện tạ hành ngay tại ngâm gạo nếp đại lan ngươi đang làm gì ngươi không phải nói muốn ăn gạo nếp những đậu hũ sao ta thử xem vừa vặn còn thừa lại chút dầu cạn bã người khác có tiểu trù nương nàng có bếp nhỏ lang, thật sự là hoàng mỹ a đại lan ngươi thật hiền lành triệu sở sở khen hắn Tạ Hành thêm nước động tác dừng lại. Sau một lát, hắn có chút bất đắc dĩ. Hiền lành không phải dùng để nói nam tử, ai nói không thể? Ngươi đây không phải Hiền lành sao? Triệu Sở Sở nhíu mày. Tạ Hành phản bác đến bên miệng lại nuốt xuống. Hiền lành liền Hiền lành đi. Loại này tranh luận thắng không có gì tốt chỗ. Nàng cao hứng liền tốt. Ngâm gạo nếp. Tạ Hành để Triệu Sở Sở đi trần lão thái nhà cắt điểm rau hẹ trở về, chính hắn thì trở về phòng đọc sách loại chuyện nhỏ nhặt này triệu sở sở tự nhiên rất tình nguyện đi làm. Trần Lão Thái mang triệu sở sở đi vườn rau lúc thừa cơ bác quái, ngươi thật cho chu thị kia người nhiều chuyện hạ độc à nha. Khi đẹp lan cùng đồ ngốc hôn sự không có định ra a, à, ôi, nhà bọn hắn thật đúng là nghiệp chướng, chương 142, đối ca ca thất vọng, hù dọa một chút nàng mà thôi, độc dược cũng rất đắt, ta mới không lãng phí bạc của ta. Triệu sở sở tiến đến Trần Lão Thái bên tai, lặng lẽ meo meo nói, xịt, đây là bí mật, chớ nói ra ngoài nha. Trần Lão Thái cũng vô ý thức hạ giọng, ta làm sao nghe nói ngươi cho Chu thị dược hội để nàng đến giờ tí liền giống bị con kiến cắn như thế đâu. Triệu sở sở nháy mắt mấy cái, đến lúc đó lại nói cho Trần nải nải ngươi, Chu thị tự mình làm việc trái với lương tâm, trong lòng có quỷ, nàng như thế giật mình hù, khẳng định sẽ có tâm lý tác dụng. Đến lúc đó Chu thị liền sẽ giống nàng nói như vậy, giống như toàn thân cao thấp đều có con kiến đang cắn cho Chu Thị dùng độc dược, phối chế độc dược không cần bạc a, à, Chu Thị cũng xứng để nàng lãng phí. Từ Trần Lão Thái kia cắt một cái rau hẹ, Trần Lão Thái lại giúp đỡ đem rau hẹ chọn sạch sẽ rửa sạch, sở sở, cái này về sau muốn ăn món gì, liền tự mình tới đất bên trong hái đi. Dù sao chúng ta trồng nhiều như vậy cũng ăn không hết, các ngươi một nhà ba người lại ăn không có bao nhiêu, vậy ta liền không cùng Trần nãi nãi ngươi khách khí, khách khí cái gì, ngươi cũng không ít cho chúng ta đưa đồ tốt đúng, cái này đậu hũ ngươi là muốn để quý đường toàn gia làm sao, Từng, chờ một chút nhìn đậu hũ bán được thế nào, đến lúc đó ta sẽ dạy ngươi nhóm làm một loại khác dùng đậu nành làm đồ tốt, đậu hũ trúc tại nàng kiếp trước cũng là một loại truyền thống đậu chế phẩm, phương pháp ăn rất nhiều, vẫn là nồi lẩu bên trong rất được hoan nghênh phối đồ ăn, tương đối đậu hũ, đậu hũ trúc cách làm đơn giản một chút, dạy cho chúng ta, đúng, sở sở. Ngươi làm sao cái gì đều hướng ngoại truyện người bên ngoài ước gì giấu nghiêm nghiêm thật thật ta một người lại làm không được nhiều như vậy trước kia các ngươi chiếu cố ta hiện tại ta thông suốt dù sao cũng phải hồi báo các ngươi một hai dù sao những vật này cũng không có cái gì kỹ thuật hàm lượng bọn hắn nếu có thể dựa vào cái này kiếm được bạc cũng coi là chuyện tốt một cọc ngươi đứa nhỏ này thật là ta nha yêu hận rõ ràng ai tốt với ta ta đối tốt với ai khi dễ qua ta người nghĩ dựa dẫm vào ta đạt được chỗ tốt kia là tuyệt đối không có khả năng. Trần Lão Thái dừng một chút, nhỏ giọng nói, khi triệu thị bên kia thật bức ngươi đây, triệu sở sở nhíu mày lại, Trần Nải nãy, nãy còn không có nhìn ra ta quyết tâm. Ngươi cảm thấy triệu thị những người kia làm cho ta sao? Trần Lão Thái nhịn không được cười, cũng thế, bọn hắn hiện tại thấy ngươi đều trốn đi đi. Đi, ngươi đi về trước đi, ta đi vườn rau nhổ một chút cỏ, ừm, không vội quá muộn, sớm đi trở về. Triệu sở sở nói xong, cầm rau hẹ đi về nhà, đến nấu cơm điểm, tạ hành liền từ gian phòng ra tới, hắn trước đem gạo nếp dầu chiên rau hẹ xào hương, sau đó rót đến đậu hũ ngâm bên trong, phóng tới nồi bên trên chân, lại làm cái tương đĩa, chờ những đậu hũ chân chín, liền có thể ăn cơm, cảm giác hạnh phúc cao nhất chính là tạ tuấn, từ khi chị dâu biết nói chuyện về sau, ca ca con mắt cũng chỉ đành, trong nhà sinh hoạt cũng càng ngày càng tốt, mỗi ngày đều có thể ăn vào ăn ngon hắn so với ai khác đều hy vọng tạ hành cùng triệu sở sở có thế bạch đầu giai lão cho nên hai người chia phòng chuyện này để hắn rất nhọc lòng không phải sao ăn cơm no về sau tạ tuấn liền bắt đầu có ý đồ xấu bưng lấy một bát thuốc tiếng triệu sở sở gian phòng không cẩn thận vấp một chút đem chén kia thuốc toàn bộ dội đến triệu sở sở trên giường tạ tuấn cúi đầu đi vào triệu sở sở cùng tạ hành trước mặt một bộ làm sai sự tình dáng vẻ chị dâu ta không cẩn thận đem thuốc cho vung đến ngươi trên giường thật xin lỗi, ta không phải cố ý. Triệu sở sở liếc mắt xem thấu tạ tuấn vụng về tiểu thủ đoạn, có chút dở khóc dở cười, mà tạ hành trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn lặng yên dòng triệu sở sở liếc mắt, chỉ thấy triệu sở sở cố nén cười nói, không có việc gì, ta còn có chăn lót, ngày mai đem vung đến thuốc rửa sạch sẽ liền tốt. Tạ tuấn mắt trợn tròn, trong nhà lúc nào lại nhiều chăn lót rồi, không phải mỗi cái gian phòng liền một giường sao, vậy hắn không phải lãng phí không một bát thuốc tạ tuấn không chịu từ bỏ, ba mong chờ lấy triệu sở sở, nếu không chị dâu ngươi đêm nay đi trước ca ca gian phòng ngủ đi, tạ hành vành tay nháy mắt có chút đỏ lên, trong tay áo tay cũng lặng yên siết chặt, trong miệng lại nói, tuấn tuấn, không cần quản đại nhân sự việc, tạ tuấn biểu môi, ca, ngươi cũng liền lớn hơn ta năm tuổi mà thôi, triệu sở sở mặt không đỏ tim không đập, trực tiếp mở ra lắc lư đại pháp, ngươi ca con mắt vừa mới tốt, còn cần tỉnh dưỡng, ta không thể nhao nhao hắn không phải sẽ ảnh hưởng con mắt khôi phục, thế nhưng là con mắt nhao nhao không đến. Tạ Tuấn nho nhỏ âm thanh phản bác, con mắt liên tiếp đầu, đầu không tốt, con mắt làm sao lại tốt đúng hay không? Ta là đại phu, ta so ngươi rõ ràng hơn nha, dạng này a, à, Tạ Tuấn thất vọng mắt nhìn hắn ca, Tạ Hành làm bộ không có phát hiện, Triệu Sở Sở đem ẩm ướt rơi chăn lóc lui lại, trải lên mới, Tạ Tuấn càng thất vọng, lại liếc mắt nhìn hắn ca tạ hành yên lặng sẽ bị bày chuyển ra triệu sở sở gian phòng tạ tuấn cảm thấy làm thúc thúc cái mục tiêu này giống như cách hắn càng ngày càng xa ngày kế tiếp triệu sở sở trời còn chưa sáng liền rời giường không nghĩ tới tạ hành so với nàng sớm hơn ngủ không nhiều một hồi triệu sở sở hạ thấp giọng hỏi hôm qua đẹp lan phía sau bọn họ làm đậu hũ còn có thể ngươi không cần đi nhìn đọc sách quan trọng không sao không kém cái này trong thời gian ngắn những cái kia sách hắn thuộc nằm lòng học hành gian khổ chẳng qua là làm cho người khác nhìn xong bởi vì triệu mỹ lan nói qua để triệu sở sở hôm nay đến nhà nàng dùng điểm tâm triệu sở sở rửa mặt xong về sau liền cùng tạ hành cùng đi triệu quý đường một nhà ba người đã thức dậy thậm chí đã làm tốt hai thế đậu hũ các ngươi đều không cần ngủ sao triệu sở sở tiến đến liền hỏi lúc này mới giờ nào làm sao liền lên rồi đang nhìn lửa triệu quý đường gãi gãi đầu suy nghĩ dù sao cũng ngủ không được không bằng sớm đi lên làm tốt chúng ta hôm nay dùng không được quá nhiều đem những cái này làm tốt là được a à, không ra bày đẹp lan không có nói cho ngươi hôm nay trước vào thành nói một chút hài tử mẹ nàng nghĩ đến hôm nay vừa vặn cũng là chợ muốn làm chút đến trên trấn bán triệu sở sở nghe vậy không có lại nói cái gì tiến tới là chuyện tốt cũng không thể đã kích bọn hắn tính tích cực điểm tâm là bả đậu cháo cùng xào kỹ chua cây đậu đũa nếm qua về sau tạ hành thấy làm được đậu hũ cũng rất non liền giúp đỡ đem đậu hũ nổ tốt làm xong những cái này trời liền sáng hạ thị mang theo đậu hũ tự mình đi ngưu đồng sinh nhà mời bọn họ xe bò giúp đỡ kéo cày đi trong thành tạ hành không có bồi triệu sở sở đi đây là triệu mỹ lan lần thứ nhất vào thành rất là khẩn trương đánh xe lại là ngưu an ngưu an cùng triệu sở sở quen trên đường đi đều trò chuyện đi vào thành đã không sai biệt lắm là giữa trưa triệu sở sở trực tiếp đi khách lai hương tiểu nhị rất có ánh mắt vừa nhìn thấy triệu sở sở đến, lập tức đem lâm trưởng quỷ hô đi qua, tạ nương tử hôm nay tới là không phải lại mang vật gì tốt. Lâm trưởng quỷ người còn chưa tới, tiếng cười trước truyền tới, có phải là lại đánh tới con cọp, gần đây bận việc lấy cày bừa vụ xuân, làm sao có thời giờ lên núi đánh con cọp. Chẳng qua hôm nay xác thực có đồ tốt muốn cho lâm trưởng quỷ, cũng không biết lâm trưởng quỷ cảm giác không có hứng thú, triệu sở sở nói, xúc lên đắp lên cái sọc bên trên vải, mùi thơm xông vào mũi mà tới, chương 143, số này, bán hay không? Lâm trưởng quỷ ánh mắt sáng lên, lập tức tiến tới, đây là cái gì ăn uống, làm sao thơm như vậy, tâm sự không? Triệu sở sở dương dương lông mày, đi đi đi, chúng ta về phía sau viện. Lâm trưởng quỷ lập tức đem triệu sở sở ba người đón vào, còn để tiểu nhị hỗ trợ đem đồ vật đem đến hậu viện, Ngưu an nghĩ mình đến, bị tiểu nhị đẩy ra, đại ca ta tới đi, các ngươi đoạn đường này vào thành cũng thật mệt mỏi, kia vất vả tiểu nhị đại ca, hại, khách khí cái gì, đây là ta nên làm, ngưu đại thúc, ngươi cũng trước tiến đến đi. Triệu sở sở quay đầu chào hỏi ngưu an, được, ngưu an đuổi theo, triệu Mỹ Lan theo thật sát triệu sở sở bên người, nhịp tim phải đặc biệt nhanh, đi đến hậu viện, lâm trưởng quỷ mới hỏi, tạ nương tử, những thứ này rốt cuộc là cái gì, đậu hũ, đậu nành làm, có thể làm đồ ăn, Triệu sở sở giải thích, nàng chỉ chỉ đậu hủ ngâm, cái này dầu chiên qua, hiện tại liền có thể ăn. Ngươi nếu không nếm thử, Lâm trưởng quỷ nghe vậy, trực tiếp cầm lên liền ăn. A, à, hương vị cũng thực không tồi, rất thơm. Tạ Nương tử, người quan minh chính đại không nói chuyện mờ ám, cái này đậu hủ chúng ta cũng không biết làm thế nào, ngươi nếu là bán cho chúng ta, có phải là muốn chỉ điểm một hai? Lâm trưởng quỷ đi thẳng vào vấn đề, Triệu sở sở cười nói, kia là tự nhiên tuyệt đối không để trưởng quỷ ăn thiệt thòi. Chớ xem thường cái này đậu hũ, có thể ăn biện pháp nhưng nhiều. Nếu không chúng ta bây giờ liền đến bếp sau thử xem, chẳng qua ta sẽ chỉ nói, sẽ không làm, không có việc gì không có việc gì, chúng ta khách lai hương đầu bếp đều là tay cầm mui mấy chục năm, người nói cách làm, bọn hắn nhất định có thể làm được. Lâm trưởng quỷ lập tức đem triệu sở sở đưa đến bếp sau, triệu sở sở liên tiếp nói mấy đạo đậu hũ làm đồ ăn, cũng đem đại khái trình tự nói cho đầu bếp đều là đồ ăn thường ngày đối đầu bếp đến bảo hoàn toàn không có độ khó rất nhanh liền làm ra tới lâm trưởng quỷ hưởng qua về sau khen không dứt miệng không nghĩ tới cái này nho nhỏ đậu hũ còn có thể làm nhiều như vậy đồ ăn đúng vậy nếu là trưởng quỷ mua chúng ta đậu hũ ta còn có thể lại cho các ngươi một chút thực đơn tạ nương tử nếu không ngươi đem đậu hũ phương tử bán cho ta như thế nào ta cho ngươi số này trừng chuyện cũ duỗi ra một ngón tay, một ngàn lượng, hắn nhìn ra được, cái này đậu hũ mặc dù không gây chú ý, thật là muốn làm mở, căn bản không lo làm, triệu Mỹ Lan nghe vậy, lập tức khẩn trương nhìn về phía triệu sở sở, triệu sở sở cự tuyệt, đậu hũ phương tử ta không bán, vì sao, đậu hũ có thế tiền kiếm được, cũng không chỉ một ngàn lượng. Chưởng quỷ, coi như các ngươi chỉ là cùng chúng ta mua đậu hũ, ngươi cũng không chỉ kiếm như thế điểm. Xin ý giảng cứu một cái lâu dài, ngươi nếu là không nghĩ muốn, ta liền tìm những người khác, tạ nương tử đừng nóng vội, ta không nói không muốn. Chỉ là giá tiền này mấy phần, ngươi phải nói một chút không phải, triệu sở sở tại cho lãnh thủy thôn thôn dân giá cả bên trên đều tăng thêm ba văn tiền, lâm trưởng quỷ nghĩ ép giá, tạ nương tử, sinh ý cũng không phải một lần qua, ngươi dù sao cũng phải để ta cũng có kiếm tiền không gian, trưởng quỷ, làm đậu hũ quá trình rất phức tạp, kiếm đều là nhân công tiền. Chờ thêm bàn ăn, bán bao nhiêu còn không phải các ngươi định đoạt, bớt thêm chút nữa, chúng ta ngày kế không phải bán một cân lượng cân nhiều như vậy, ta cũng không có mở giá cao, mình ra quầy, nhưng là muốn so cho trưởng quỹ giá tiền cao, đậu hũ xác thực hiếm thấy, đối với một cái tử lâu đến nói, đồ ăn mới mẻ rất trọng yếu, không phải làm sao hấp dẫn thực khách, ta đây chính là cái thứ nhất tìm tới trưởng quỹ, không dối gạt trưởng quỹ nói, nếu là đậu hũ được hoan nghênh, còn có một loại khác đậu chế phẩm, cũng có thể làm ra rất dùng nhiều dạng. Triệu sở sở thấy lâm trưởng quỷ bắt đầu suy xét, lại thêm một mồi lửa. Lâm trưởng quỷ nghĩ nghĩ, đối triệu sở sở nói, tạ nương tử, nếu không dạng này, ta mua trước ngươi nơi này một nửa, giữa trưa thử nhìn một chút, nếu là khách quan nhóm thích, chúng ta lại thương lượng cái khác như thế nào. Hắn là người làm ăn, tự nhiên sẽ không làm mua bán lỗ vốn, tại còn không biết đậu hũ phải chăng được hoa nghênh trước đó, sẽ không xúc động, cũng được, khi trước sưng một chút phân cho ngươi đi." Triệu Sở Sở gật gật đầu, Triệu Mỹ Lan có chút nhục chí, nàng liền biết mua bán không phải tốt như vậy làm. Triệu Sở Sở đem đậu hũ phân một nửa cho Lâm trưởng quỷ về sau, Lâm trưởng quỷ cho nàng tính tiền, Triệu Sở Sở thăm dò bên trên bạc, đem còn lại đậu hũ chuyển ra khách Lai Hương. Vừa ra khỏi cửa Triệu Mỹ Lan liền hỏi, "Sở Sở tỷ tỷ, những cái này đậu hũ chúng ta muốn hay không tìm một chỗ ra quầy, muốn mang về cũng không tốt mang." Triệu Sở Sở gật đầu, "Đừng nản chí, làm ăn không dễ dàng như vậy, nếu là một lần liền có thể thành, phát tài người cũng không ít. Ừm, ta biết, chúng ta bày quầy bán hàng chậm rãi bán cũng có thể." Triệu Mỹ Lan có Triệu Sở Sở những lời này, ngược lại là yên lòng. Ngưu An hỗ trợ đem đậu hũ thả lại trên xe bò, cùng Triệu Sở Sở bọn hắn đi trong thành có thể bày bán sạp hàng địa phương, chống lên đơn giản sạp hàng. Đậu hũ đậu hũ, mới mẻ ăn uống, đều đến xem nếm thử rồi triệu sở sở trực tiếp bắt đầu gào to nàng vóc người đẹp mắt thanh âm lại thanh thúy rất nhanh liền đem người hấp dẫn tới thứ này gọi đậu hủ là cái gì làm có thế ăn sao đại thẩm đây là dùng hạt đậu làm ăn thật ngon cái này dầu chiên qua trực tiếp liền có thể ăn ngươi ăn một cái thử xem triệu sở sở cầm lấy đặc biệt chuẩn bị đũa kẹp một khối du đậu hủ cho kia đại thẩm thử đại thẩm nếm qua về sau nhìn không được gật gật đầu ừm rất thơm tiểu nương tử bán thế nào a à? bạch đậu hủ một gạch mười văn du đậu hủ bốn mươi văn một cân cái này nước đậu hủ hai mươi hai văn một cân nước đậu hủ thật tâm hơn nữa còn ngâm nước phân lượng rất nặng đắt như thế đại thẩm ngươi cũng hưởng qua chúng ta đây là chiên làm mới thôi ngươi nhìn cái này tất cả đều là dầu mà lại người nhà ngươi không nhiều nửa cân liền đủ ăn nếu không mua trước một gạch bạch đậu hủ nấu canh cũng uống ngon đại thẩm vẫn là càng thích du đậu hủ xoắn suýt một lát mua nửa cân du đậu hủ đẹp lan cho đại thẩm xưng nửa cân ai bán đi phần thứ nhất đậu hủ triệu mỹ lan rất vui vẻ tranh thủ thời gian xưng đậu hủ triệu sở sở đặc biệt tìm làm lá sen đến bao đậu hủ chờ đại thẩm cho tiền lại mặt khác đưa hai khối đại thẩm lập tức mặt mày hớn hở tạ ơn tiểu nương tử không khách khí hy vọng đại thẩm thích có người đầu tiên mua liền có thứ hai thứ ba cái bởi vì người đều có từ chúng tâm lý, triệu sở sở biết ăn nói, chỉ dùng gần nửa canh giờ, liền đem còn lại đậu hũ đều bán ra, triệu Mỹ Lan trong bụng nở hoa, không nghĩ tới đậu hũ thật tốt như vậy bán, sở sở tỷ tỷ, xem ra ngươi nói là đúng, đậu hũ thật nhiều bán chạy ai, chẳng qua chúng ta về sau còn vào thành bán đậu hũ sao, nhìn chính các ngươi lạc. Chẳng qua các ngươi tốt nhất chọn cố định thời gian vào thành, mỗi ngày ra bán, nhưng là không còn cái gì mới mẻ có thể nói mắt thấy thời gian còn sớm, triệu sở sở liền định sớm đi ra khỏi thành, còn có thể trước khi trời tối chạy về nhà, tạ nương tử, xem như tìm tới ngươi. Đúng lúc này, được người yêu mến thở hỗn hển chạy tới, chương 144, ta không tiếp thụ điều kiện này, còn lại đậu hũ đâu. Nhà chúng ta trưởng quỷ nói, muốn hết, đến không phải người khác, chính là khách lai hương tiểu nhị, cơm trưa điểm. Lâm trưởng quỷ cho tới trước thực khách mỗi bàn đưa một nhỏ phần đậu hũ, còn lại những cái kia đậu hũ, gần như là trong nháy mắt liền bị bọn hắn định, đằng sau tới dùng cơm, thấy cái này mới mẻ đồ ăn, nhao nhao cũng muốn một phần, nhưng đậu hũ đã bán xong, Lâm trưởng quỷ lúc này mới mau nhường tiểu nhị đến tìm Triệu Sở Sở, hy vọng còn lại đậu hũ đều còn tại. Triệu Mỹ Lan có chút xấu hổ, "Đại ca, đậu hũ chúng ta đã vừa mới bán xong." "A." À, "Bán xong rồi." "Một chút cũng không có còn lại." Tiểu nhị rướn cổ lên nhìn sang, nháy mắt mặt mũi tràn đầy thất vọng, vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Còn có thật nhiều khách quan chờ lấy đâu, tạ nương tử, có thể hay không làm phiền ngươi cùng ta trở về một chuyến, cùng trưởng quỷ nói một chút. Không phải, trưởng quỷ sẽ trách ta, cái này tiểu nhị không giống trước đó tiểu phúc tử, là cái thực sự người, triệu sở sở tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nàng đang chuẩn bị đi khách lai hương ăn một bữa cơm, sau đó cho tạ tuấn đóng gói hắn thích ăn điểm tâm, hài tử là phải dỗ dành, đi thôi tiểu nhị vô cùng cảm kích triệu mỹ lan cùng ngưu an cũng đuổi theo sát lâm trưởng quỷ tại cửa ra vào lo lắng chờ đợi nhìn thấy triệu sở sở đến trực tiếp nghênh đón tạ nương tử ngươi xem như đến còn lại những cái kia đậu hũ đâu trực tiếp đưa đến bếp sau đi thôi triệu sở sở nói trưởng quỷ ngượng ngùng a chúng ta đã vừa mới bày quầy bán hàng bán xong cái gì lâm trưởng quỷ chưa từ bỏ ý định nhìn sang lập tức xì hơi đây là Tử lâu khác mua đó cũng không phải, chỉ là tại chợ bán thức ăn bên kia bày quầy bán hàng bán đi, vậy là tốt rồi, lâm trưởng quỷ nhẹ nhàng thở ra, tạ nương tử mời vào trong, chúng ta thật tốt thương lượng một chút đậu hũ cái này mua bán đi, lâm trưởng quỷ đặt quyết tâm, lấy không được đậu hũ phương tử, nhưng là muốn cầm tới đậu hũ quyền khống chế, không phải, cứ để tử lâu chui chỗ trống, hắn nhưng không có ưu thế gì. Lâm trưởng quỷ tự mình đem triệu sở sở ba người nên đến hậu viện trong thư phòng đây là hắn ngày thường tính sổ địa phương. Lâm trưởng quỷ đi thẳng vào vấn đề, tạ nương tử, ta liền không quanh co lòng vòng, ngươi nói cái giá tiền kia ta tiếp nhận, nhưng là ta có yêu cầu, trừ khách lai like hương bên ngoài, ngươi không thể lại bán cho tử lâu khác, triệu sở sở nhíu mày lại, lâm trưởng quỷ, ngươi dạng này coi như quá bá đạo một chút nha. Nếu như đậu hũ chỉ có thể bán cho nhà ngươi, kia cùng phương tử cho các ngươi khác nhau ở chỗ nào, ta không tiếp thụ điều kiện này, còn nữa, nếu là có một ngày ngươi không muốn, vậy chúng ta làm được đậu hũ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ liền trực tiếp ném đi, mặc kệ là đậu nành vẫn là nhân công, đều là chi phí, làm sao có thể cứ như vậy lãng phí hết, triệu Mỹ Lan cùng Ngưu An nghe vậy, thở mạnh cũng không dám, bọn hắn còn không có gặp qua dạng này cò kè mặt cả, các ngươi có thể bày quầy bán hàng A, chỉ là không thể bán cho tử lâu khác, vậy ta lại như thế nào phân biệt đến mua đậu hũ chính là không phải ngươi đối thủ cạnh tranh người khác muốn hết, ta cũng không thể không bán đúng hay không, tạ nương tử, trừ tử lâu, ta còn có đường khác tử bán cái này đậu hũ, ngươi chẳng lẽ không muốn làm ra càng nhiều đậu hũ bán đi sao, dưới mắt nhân lực không đủ, cũng làm không được, triệu sở sở dạng này nói tiếp, để lâm trưởng quỷ không biết nên nói cái gì cho phải, khi tạ nương tử cảm thấy thế nào là tốt, lâm trưởng quỷ lui bước, triệu sở sở cùng những người khác không giống, nàng lớn nhất ác chủ bài là y thuật, ngày đó, bị khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ khó sinh phụ nhân, cũng là bị triệu sở sở cứu trở về. Như vậy khởi tử hồi sinh y thuật, lâm trưởng quỷ làm sao cũng không nguyện ý cùng nàng trở mặt, ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta có thể đưa. Nhưng là lâm trưởng quỷ, từ lãnh thủy thôn đến huyện thành, cần gần hai canh giờ, chúng ta còn cần một cái chuyên gia đến đưa đậu hủ, cho nên, hoặc là lâm trưởng quỷ mình sắp xếp người đến lãnh thủy thôn cầm đậu hủ, hoặc là ngoài định mức trả lại 30 văn tiền cái này không là vấn đề, dưới mắt chủ yếu là đậu hũ vấn đề, ngươi dự định bán thế nào cho chúng ta, khác cửu lâu đến mua, ta nhiều nhất cho lâm trưởng quỹ cần bốn thành, trưởng quỹ thấy thế nào, lâm trưởng quỹ nghĩ nghĩ, dạng này dường như còn có thế tiếp nhận, đầu to đều tại hắn nơi này, người khác cũng rung chuyển không được khách lai like hương cái gì, được, quyết định như vậy, nhưng ta vẫn là có yêu cầu, các ngươi bày quầy bán hàng cũng không thể ra quá nhiều đậu hũ, nếu không người khác tại sạp hàng bên trên mua, cùng cho bao nhiêu còn có khác nhau sao một lời đã định đón lấy hai người lại quyết định một chút chi tiết vấn đề đôi bên cũng không có ý kiến về sau lâm trưởng quỷ tìm người viết khế ước văn thư dạng này cũng coi như cho lẫn nhau một cái thuốc an thần về phần đưa đậu hủ người này lâm trưởng quỷ là muốn mình sắp xếp người đi vẫn là chúng ta bên này để người đưa lâm trưởng quỷ cũng không thiếu kia mỗi tháng một lượng bạc chi tiêu dù sao cái này đậu hủ cũng không phải huyện thành nơi này muốn chính yếu nhất chính là đông gia tại quảng khánh phủ còn có khác tử lâu nhưng những tử lâu kia sinh ý đều không tốt lắm nếu như đậu hũ có thể cứu về những tử lâu kia sinh ý vậy hắn tại đông gia nơi đó địa vị liền không giống các ngươi tìm người đưa đi chúng ta người ở đây tay không đủ tại bên ngoài tình nhân cũng tin không được được vậy liền quyết định như thế nếu là không có chuyện khác chúng ta trước hết đi ăn cơm đi hôm nay ta mời khách lâm trưởng quỷ rất là hào phóng tạ nương tử cũng không nên quên đi ngươi buổi sáng nói một loại khác đậu chế phẩm A, sẽ không, đến lúc đó làm được sẽ cho lâm trưởng quỷ đưa tới. Không dối gạt lâm trưởng quỷ ngươi nói, đậu nành có thể làm đồ vật nhưng nhiều, chờ chúng ta từ từ suy nghĩ, vậy được, liền chờ tạ nương tử tin tức tốt, lâm trưởng quỷ cười ha hả, nhã gian đã đầy, đại đường cũng không rảnh vị, lâm trưởng quỷ liền để người tại hậu viện bày cái bàn, cho bọn hắn bên trên chiêu bài đồ ăn triệu mỹ lan lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy sắc hương vị đều đủ đồ ăn cũng không dám động đũa đẹp lan ăn đi triệu sở sở đưa đôi đũa cho nàng lâm trưởng quỷ mời khách a à, đối lâm trưởng quỷ vừa mới chỉ lo nói chuyện chính sự kém chút quên giới thiệu cho ngươi muội muội của ta đậu hủ là nhà nàng làm về sau nàng nếu tới trong thành còn mời lâm trưởng quỷ chiếu cố nhiều hơn nhất định nhất định triệu cô nương nếu là có cần dùng đến ta địa phương cứ mở miệng chính là đa tại lâm trưởng quỷ. Triệu Mỹ Lan nhỏ giọng nói, lâm trưởng quỷ bên trên quá nhiều đồ ăn, ba người bọn họ căn bản ăn không hết, triệu sở sở cùng bọn hắn mượn hộp cơm, để triệu Mỹ Lan cùng Ngưu An đóng gói trở về, không thể lãng phí lương thực, nàng cũng cầm lên đóng gói tốt điểm tâm, lên đường về lãnh thủy thôn, trở về dọc theo con đường này, triệu Mỹ Lan tâm tình đặc biệt tốt, lời nói cũng đặc biệt nhiều, nguyên bản đã đi đến tuyệt lộ nhà, chuyển biến nhìn thấy một mảnh tiền đồ quang minh, Nàng có thế không vui sao, không chỉ là Triệu Mỹ Lan, Triệu Quý Đường cùng Hạ Thị cũng giống như thế, Triệu sở sở bọn hắn lúc chạng vạn tối đến trong thôn, mới tiếng Triệu Quý Đường cửa nhà, Hạ Thị liền chào đón, đem hôm nay tại trên trấn bán đậu hủ sự tình nói một lần. Bọn hắn hôm nay làm tốt đậu hủ toàn bộ đều bán đi, một khối cũng không có còn lại, có điều, ở giữa phát sinh chút ngoài ý muốn, chương 145, đừng quá mức đều có thể lật bản. Nguyên lai like có tiểu lưu manh nhìn thấy hạ thị là gương mặt lạ, đậu hủ sinh ý tốt như vậy, liền nghĩ đến dọa dẫm, hảo chết không chết, đụng tới lý trường. Lý trường gặp qua hạ thị, tất nhiên là biết hạ thị là lãnh thủy thôn, đem tiểu lưu manh đuổi đi về sau, cùng với nàng hỏi thăm một chút triệu sở sở. Kết quả phát hiện là triệu sở sở để nàng làm cái này đậu hủ bán, còn chưa đi xa tiểu lưu manh nghe được, lộn nhào trở về xin lỗi, cầu hạ thị tha thứ, để hạ thị đừng nói cho triệu sở 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 sở, hiện tại danh hào của ngươi thế nhưng là so quan phủ đều dùng tốt, những cái kia du côn lưu manh nghe được tên ngươi đều sợ, còn nói về sau cũng không tiếp tục làm chuyện này, nếu là có người khác không có mắt, đến tìm bọn hắn, bọn hắn sẽ giúp ta ra mặt. Hạ thị cười nói, triệu sở sở, coi như bọn họ thức thời, không phải chân cũng đừng hồng. Khi thím cảm thấy cái này đậu hũ mua bán có thể làm ra đi không? Hạ thị mặt mày hớn hở, vậy khẳng định có thế, cho dù hôm nay bọn hắn chỉ là mua về nếm cái mới mẻ, về sau không có dạng này sinh ý, nhưng coi như chỉ có một nửa, thời gian này cũng có thể chậm rãi tốt qua lên. Sở sở, cảm ơn ngươi a, à, ta có thể giúp chỉ có nhiều như vậy, cái này về sau liền phải nhìn chính các ngươi, cha, mẹ, sở sở tỷ tỷ hôm nay thế nhưng là đàm về một cọc mua bán lớn, trong thành đại tử lâu khách lai like hương về sau mỗi ngày đều sẽ để cho chúng ta đưa đậu hũ, bạch đậu hũ muốn mười thế du đậu hũ cùng nước đậu hũ các 50 cân, giá cả đều so chúng ta bán cho trong thôn quý ba văn tiền. Thật, thật, triệu quý đường cùng hạ thị bị tin tức này cả kinh miệng nửa ngày cũng không khép được, đúng, ta tại bên cạnh nghe đâu. Sở sở tỷ tỷ siêu cấp lợi hại, còn cùng trưởng quỹ đàm không ít điều kiện đâu. Triệu Mỹ Lan sùng bái mà nhìn xem triệu sở sở, sở sở tỷ tỷ, ngươi không sợ sao, từng. Sợ cái gì? chưởng quỷ cũng không phải ba đầu sáu tay quái vật sẽ không ăn người đẹp lan ngươi phải nhớ kỹ buôn bán có thể thích hợp nhượng bộ nhưng quyết không thể không điểm mấu chốt để đối thủ triệt để nắm giữ quyền chủ động triệu sở sở căn dặn nàng triệu mỹ lan gật gật đầu cảm thấy triệu sở sở nói đều là đúng ta biết còn có đưa đậu hũ cái này quý đường thúc khẳng định là không thể đưa ta có cái đề nghị liền để ngưu đại thúc đến đưa đi lâm trưởng quỷ sẽ mỗi ngày cho hắn 30 văn tiền, triệu sở sở lại nghĩ tới chuyện này, ngưu đồng sinh hiện tại là tuyệt đối đứng tại nàng bên này, có chỗ tốt tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn, tất cả nghe theo ngươi, ngươi định đoạt. Bọn hắn một nhà ba miệng không có bất kỳ cái gì dị nghị, từng, vậy các ngươi trước bận biệu, ta đi nhà trưởng thôn cùng bọn hắn nói hạ chuyện này, cái này về sau các ngươi liền tự mình làm đậu hũ đi, ta bên kia còn có hơn 2.000 cân đậu nành, các ngươi muốn bao nhiêu thì tới lấy ta tạm thời cho các ngươi ký sổ chờ kiếm được bạc lại tính sổ sách hạ thị hốc mắt đỏ lên không khỏi nghẹn ngào sở sở ta thật không biết muốn làm sao cám ơn ngươi vậy liền hảo hảo làm đậu hũ đừng quên tiền kiếm được còn phải phân điểm cho ta từng chúng ta nhất định sẽ thật tốt làm cày bừa vụ xuân bọn hắn khẳng định bỏ lỡ nguyên bản còn rất tuyệt vọng nhưng hôm nay có đậu hũ cái này cửa mua bán thời gian cũng càng phát ra có hy vọng vậy ta đi trước, triệu sở sở đi nhà trưởng thôn, đem đưa đậu hũ chuyện này cùng bọn hắn nói chuyện, Ngưu An không chút nghĩ ngợi liền đáp ứng, dù sao làm sao đưa ngươi nhóm nhìn xem thu xếp, đến lúc này một lần, ít nhất cũng phải hơn nửa ngày. Chẳng qua một ngày 30 văn tiền, một tháng qua cũng gần một lượng bạc, ta cảm thấy vẫn là có thể, cái này nhưng so sánh làm làm công nhật thật nhiều, chí ít còn cố định, ta nếu là không có thời gian, huynh đệ của ta còn có thế đi bọn hắn không có phân gia tiền bạc đều là giao đến công bên trong ai đi đều như thế khổng thị tự nhiên cũng là vui lòng sở sở a à, ngươi cái gì đều đọc lấy chúng ta trước kia chúng ta còn đối ngươi như vậy bà bà đừng bảo là những lời này ta người này cũng không phải thù rất dai chỉ cần đừng quá mức ta đều có thể lật bản đương nhiên giống triệu thị cùng ngưu tử minh bọn hắn như thế hành vi mơ tưởng ta tha thứ khổng thị có chút xấu hổ ngươi thật sự là hảo hài tử các ngươi không nên gấp gáp, chờ nhìn xem đẹp lan bọn hắn đậu hũ bán được thế nào, nếu là có thể thực hiện, đến lúc đó ta sẽ sẽ dạy ngươi nhóm làm khác, sở sở, ngươi nói thế nhưng là thật, vâng, đoàn người thời gian đều tốt, làng mới tốt đúng hay không, đúng đúng đúng, khổng thị liền vội vàng gật đầu, lại đồng ý chẳng qua, nói thật, bọn hắn rất ao ước triệu sở sở giáo triệu quý đường một nhà làm đậu hũ. Bây giờ triệu sở sở nói sẽ còn dạy bọn họ làm khác, tất nhiên là lòng tràn đầy yêu thích ngóng trông ngày kế tiếp hồ gia người tới triệu sở sở cũng tại triệu quý đường nhà chẳng qua nàng tiến phòng bếp tránh đi cũng không có lẫn vào bọn hắn sự tình hồ gia giống như triệu sở sở phán đoán như thế cũng không phải là cái gì không thèm nói đạo lý người ta bọn hắn đối hồ nhất minh bại phôi triệu mỹ lan thanh danh chuyện này rất xin lỗi đồng thời rất thành khẩn mời triệu quý đường bọn hắn đưa ra đền bù điều kiện cũng không có dùng cái này áp chế bức bách Triệu Mỹ Lan gả cho Hồ Nhất Minh. Hồ cha trịnh trọng cùng Triệu Quý Đường nói ra, một minh đứa nhỏ này là chúng ta chủ quan mới đưa đến hắn biến thành hôm nay dạng này, ta biết Triệu gia cũng không nguyện ý đem Mỹ Quyên gả tới, ai cũng không hy vọng mình khuê nữ gặp gỡ dạng này vị hôn phu, ta đây có thể hiểu được. Một minh mặc dù đã 15 tuổi, nhưng tâm hắn trí vẫn là hài tử, các ngươi không đồng ý, ai cũng không thể buộc các ngươi đem đẹp lan gả cho một minh, không có giáo tốt một minh là lỗi của chúng ta, các ngươi muốn cái gì đều có thể nói, Triệu Quý đường nào có cùng loại này tiếng thối hữu lễ, một thân thư quyển khí người liên hệ kinh nghiệm, hắn đành phải nhìn về phía Hạ thị, hy vọng Hạ thị đến nói vài lời. Hạ thị thấy hồ cha như thế thành khẩn, hơn nữa còn trịnh trọng như vậy đến cửa nói xin lỗi, cũng không tốt nói bọn hắn cái gì, dù sao đưa tay không đánh người mặt tươi cười, hồ lão gia cũng nói, một minh tâm trí chính là đứa bé, cái này sự tình cứ định như vậy đi. Hạ thị dừng một chút, nàng nhưng thật ra là có bí mật quan sát hồ nhất minh phụ mẫu gia cảnh bọn họ rất tốt nhưng lại hoàn toàn không có xem thường người dám vẽ, ngược lại rất phẳng dễ người thân thiết hạ thị thậm chí có chút tâm động nếu như nữ nhi thật gả cho hồ nhất minh bọn hắn cũng sẽ không bạc đãi nữ nhi a à. có điều một minh cũng luôn luôn nhao nhao muốn đẹp lan tỷ tỷ nếu như các ngươi nguyện ý đem đẹp lan gả tới chúng ta cam đoan tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng chắc chắn coi nàng là thành thân khuê nữ như thế đối đãi hồ mẫu nhìn xem triệu Mỹ Lan, ôm nhu nói, làm cha làm mẹ, đều có chút tư tâm, hy vọng tại đủ khả năng phạm vi bên trong để hài tử vui vẻ. Nói ngắn gọn, bọn hắn là đến tranh thủ cửa hôn sự này, không thể thành bọn hắn sẽ đền bù triệu Mỹ Lan, nếu như có thế thành kia là không thể tốt hơn, đẹp lan niên kỹ còn nhỏ. Chúng ta có thể đợi thêm hai năm cũng không quan hệ, triệu Mỹ Lan có chút đỏ mặt, Hồ Nhất Minh mặc dù chỉ là hài tử tâm trí, nhưng kiểu gì cũng sẽ vụng trộn giấu kỹ ăn cho nàng, mà lại sợ sợ tỷ tỷ không phải nói qua, Hồ Nhất Minh rất tốt sao, Hạ Thị nhìn ra Triệu Mỹ Lan dao động, nhưng loại lời này nàng cũng không có khả năng nói, miễn cho giống đuổi tới đem nữ nhi gả cho Hồ Nhất Minh giống như, chương 146, thừa cơ lừa đảo, Hồ Mẫu là ai, tự nhiên nhìn ra Triệu Mỹ Lan đối Hồ Nhất Minh cũng không phải không có cảm giác chút nào. Nàng lập tức liền không tiếp tục nói cái đề tài này, dù sao có chút sự tình hăng quá hóa dở nếu là nhi tử thật thích triệu mỹ lan nàng cũng sẽ hết sức giúp nhi tử cầu hôn triệu mỹ lan mặc dù là làng bên trong trưởng thành nhưng vô luận là tính tình vẫn là cái khác đều hơn xa tại triệu mỹ quyên mà lại chu thị tướng ăn quá khó nhìn để hồ mẫu rất là phản cảm nàng hôm nay đến lãnh thủy thôn cũng là chuẩn bị giải trừ hồ nhất minh cùng triệu mỹ quyên hôn ước không có người mẹ nào nguyện ý con trai mình trở thành người khác đùa bẩn bàn tay thẻ đánh bạc Hồ Mẫu hợp thời dời đi đề tài, thấy Triệu Quý Đường bọn hắn kiên quyết không muốn bồi thường, liền cùng trượng phu rời đi Triệu Quý Đường nhà, tiến đến Triệu bạn kia, tìm Chu Thị bọn hắn từ hôn. Triệu Mỹ Lan đỏ mặt tiếng phòng bếp, nàng nhỏ giọng cùng Triệu Sở Sở nói, Sở Sở tỷ tỷ, ngươi cũng nghe được đi. Ừm, nghe được. Ngươi muốn nói cái gì? Triệu Sở Sở kỳ thật nhìn ra được Triệu Mỹ Lan muốn hỏi cái gì, chẳng qua lắng nghe người chỉ cần lắng nghe liền tốt. Triệu Mỹ Lan chần chờ chỉ chốc lát, mới gian nan mở miệng, ta cảm thấy Hồ Nhất Minh cha mẹ giống như không sai, sở sở tỷ tỷ ngươi cảm thấy thế nào, có thể đem tâm trí giống hài đồng đồng dạng nhi tử giáo phải tốt như vậy, dạng này phụ mẫu làm người có thế kém đến đến nơi đâu, huống hồ, từ lời nói của bọn hắn ăn nói nhìn ra được, là rất giảng đạo lý người. Nếu là đổi thành những người khác, hơn phân nữa là muốn ép ngươi gả cho Hồ Nhất Minh. Triệu sở sở không phủ nhận hồ gia phụ mẫu kỳ thật cũng đang động tác võ thuật triệu quý đường bọn hắn nhưng loại này sáo lộ là thiện ý hồ nhất minh tổn thương đầu óc cũng không phải không thể trị triệu mỹ lan gả cho hồ nhất minh tuyệt đối không phải chuyện xấu bởi vì hồ nhất minh cũng không phải là loại kia sẽ chỉ ngang ngược phát cùng đồ đần hắn chỉ là giống một đứa bé mà thôi vẫn là loại kia nhu thuận nghe lời đẹp lan muốn hay không gả cho hồ nhất minh chuyện này không nên hỏi người khác muốn hỏi một chút lòng của mình có nguyện ý hay không tiếp nhận dạng này một cái trượng phu ta làm người đứng xem là cho rằng hồ nhất minh không sai đương nhiên rồi gã cho hắn tương lai ngươi khả năng cũng sẽ rất vất vả bởi vì hắn cái gì cũng đều không hiểu triệu mỹ lan nửa ngày không nói lời nào nếu như hồ nhất minh là loại kia bệnh di truyền ngốc khi nàng khẳng định sẽ ngăn cản triệu mỹ lan dù sao nàng cũng trị không hết dưới mắt hồ nhất minh nàng là có thể trị cho nên mới đề nghị triệu mỹ lan suy xét hồ nhất minh không phải khuyên người gã cho đồ đần thiên lôi đánh xuống Nàng cùng Triệu Mỹ Lan lại không có thù, ta cũng không biết, ta tâm kỳ thật rất loạn, một minh hắn bình thường đối với ta rất tốt, mỗi lần tới Lãnh Thủy thôn đều sẽ vụng trộn dấu kỹ ăn cho ta, hắn chưa từng có phát qua điên, cũng không có khi dễ qua bất luận kẻ nào, vậy ngươi thích hắn không? Ta không biết, Triệu Sở Sở cười cười, sờ sờ Triệu Mỹ Lan đầu, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, Sở Sở tỷ tỷ, ngươi có thể trị hết hắn sao? Hắn tốt ngươi gả cho hắn, không nếu như hắn tốt ta không xứng với hắn nhưng ta hy vọng hắn có thế khôi phục bình thường ta nghe nói hắn còn không có bị cháy hỏng đầu óc trước đó là cái người rất thông minh bây giờ biến thành dạng này thật nhiều đáng tiếc triệu sở sở cũng không biết nên nói triệu mỹ lan thiện lương vẫn là cái khác ngươi trước tiên nghĩ chuyện này đi hồ nhất minh thích ngươi hồ gia khẳng định sẽ còn lại đến a à, tin tưởng ta triệu sở sở nháy mắt mấy cái mặc dù không thấy hồ nhất minh phụ mẫu nhưng là nàng có thế từ trong giọng nói của bọn họ nghe ra bọn hắn ý tứ, về phần triệu Mỹ Quyên. Nói thật, triệu sở sở xuyên đến đại ngụy cũng đã gần hai tháng, đến nay còn không có gặp qua triệu Mỹ Quyên, triệu Mỹ Quyên như thế trốn tránh không gặp người, mà lão mã thị bọn hắn lại hùng hổ dọa người, chắc chắn triệu Mỹ Quyên có thế gả cho kia cái gì hà gia thiếu gia, tám chín phần mười là đã thăm dò loại, nếu không lấy ở đâu như thế lớn tự tin. Triệu Mỹ Lan nghe Triệu Sở Sở những lời này, tâm ngược lại là một chút liền định xuống dưới, chẳng qua triệu sở sở không nghĩ tới chính là, lão mã thị bọn hắn vậy mà lại như thế tham lam, rõ ràng là bọn hắn bức triệu Mỹ Lan gả cho Hồ Nhất Minh, Hồ Gia đi giải trừ hôn ước, bọn hắn trả đũa, nói Hồ Nhất Minh khi dễ bọn hắn triệu gia cô nương, muốn Hồ Gia cầm 100 lượng bạc ra tới đền bù triệu Mỹ Quyên, bằng không bọn hắn không đồng ý từ hôn, cho dù là cách thật xa. Triệu sở sở cũng nghe đến lão mã thị tiếng rống, người nói từ hôn liền từ hôn, tôn nữ của ta còn muốn hay không làm người. Các ngươi đây là buộc nàng đi chết, hồ nhất minh phụ mẫu khi nào gặp qua như thế không thèm nói đạo lý đàn bà đanh đá, hồ mẫu tức giận đến toàn thân phát run. cái gì gọi là chúng ta buộc nàng đi chết. Chẳng lẽ không phải là các ngươi triệu gia tính toán nhi tử ta trước đây? Hiện tại lại dám hỏi chúng ta muốn bạc. Ngươi không cho có thể, cái này việc hôn nhân cũng đừng nghĩ lui, là con của ngươi trước có lỗi với chúng ta nhà Mỹ Quyên lão mã thị chống nạnh, nước miếng tung bay, các ngươi nếu là náo, vậy liền làm lớn chuyện lạc, ai sợ ai. Cũng làm cho người nhìn xem các ngươi những sách này hương thế gia có bao nhiêu bẩn thiểu, ngươi, ngươi. Quả thực cố tình gây sự, đây cũng là các ngươi ép, một trăm lượng, thiếu một văn tiền đều không được, bởi vì con của ngươi làm chuyện tốt, nhà chúng ta Mỹ Quyên hiện tại tức giận đến sinh bệnh, chẳng lẽ ngươi không nên đền bù. Hồ Mẫu nhìn về phía Chu Thị, đây cũng là ngươi ý tứ nàng cùng chu thị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, quan hệ rất tốt, nhưng nàng trong nhà cho nàng nói một môn tốt việc hôn nhân, lấy chồng về sau, cùng chu thị trên lệch càng lúc càng lớn, nhưng nàng đọc lấy chu thị trước kia đối nàng tốt, liền cho hai đứa bé định thông gia từ bé, không nghĩ tới bây giờ lại biến thành cái dạng này, một minh làm qua sự tình cũng không phải chúng ta nói mò, nhiều người như vậy đều nhìn thấy, Mỹ Quyên làm sao có thể tiếp nhận được. Nàng một mực đem ngươi xem như gì ruột đối đãi, ngươi cũng không thể thật trơ mắt nhìn xem nàng đi chết đúng hay không. Chu thị đương nhiên, hồ mẫu nhìn xem chu thị, đã không nhìn thấy thủa thiếu thời cái bóng, nàng rất thất vọng, vốn chỉ muốn việc hôn nhân không thành tựu đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, nhưng hiện tại xem ra, chỉ có vạch mặt, một trăm lượng bạc không nhiều, nhưng cái này rõ ràng cầm nàng nhi tử đổi tiền, hồ mẫu không chịu nhận, bạc là không có, các ngươi không sợ chậm trễ, vậy liền không từ hôn tốt. Hồ Mẫu thái độ kiên quyết lên, "Ngươi nói cái gì?" "Không có bạc." Lão Mã thị trừng một cái, trong mắt đều nhanh lồi ra đến, "Lộ ra nàng càng phát cay nghiệt, ta cho ngươi biết, hiện tại không có 500 lượng bạc, cái này sự tình không xong, là các ngươi có lỗi với chúng ta Mỹ Quyên." Hồ cha giận không kềm được, "Đã như vậy, vậy cũng không cần đàm, chúng ta đi." Dứt lời, Hồ cha nắm lấy nàng dâu cánh tay, quay người đi ra ngoài. Lão Mã thị thấy thế, so với bọn hắn động tác càng nhanh, trực tiếp đóng cửa lại, không cho phép bọn hắn rời đi, vô luận như thế nào, hôm nay đều muốn đem chuyện này giải quyết. Lão Mã Thị không có sợ hãi, nếu là từ hôn, vậy liền liền triệu Mỹ Lan xính lễ cũng lấy không được, này sẽ còn không tranh thủ thời gian lừa đảo, phải chờ tới lúc nào, hồ cha sắc mặt tái xanh, muốn xông vào ra ngoài. Triệu Quý Thanh cùng hai cái đệ đệ vội vàng đi ngăn đón bọn hắn, dãy dụ phía dưới, hồ cha bị triệu quý thanh hung hăng đẩy ngã, đụng vào bọn hắn trong viện giếng xuôi theo, đầu rơi máu chảy, tại chỗ không có ý thức, cầu phiếu đề cử nguyệt phiếu, chương 147, đừng để hắn chết tại nhà chúng ta, triệu quý thanh sắc mặt đại biến, vội vàng lui lại, đem tay giấu đến đằng sau, không quan hệ với ta, là chính hắn quẳng, chu thị thấy thế, trước mắt lập tức trận trận biến đen, huyết dịch cả người đều tại ngược dòng, tay chân rét rung. Liền nàng cũng không biết mình chạy đến trượng phu trước mặt, nàng quỳ xuống, hai tay ngăn không được phát run, tướng, tướng công, hồ bính ngọc không phản ứng chút nào, đánh vỡ đầu máu tươi cốt cốt, không may đồ vật, mau đem hắn khiên đi ra, đừng chết tại nhà chúng ta. Lão mã thị cũng hoảng, lão nhị lão tam, nhanh lên động thủ, ai dám đụng ta tướng công. Chu thị cuồng loạn rống to, các ngươi giết ta tướng công, ta muốn các ngươi đền mạng, nói hô nói vượng. Rõ ràng chính hắn không cẩn thận ngã sấp xuống đụng vào giếng xuôi theo, đừng tưởng rằng nhà các ngươi có chút tiền, liền có thể nói xấu chúng ta, ta cho ngươi biết, mơ tưởng, lão mã thị lớn tiếng nói, lão nhị lão tam, còn không mau đem hắn khiêng đi ra, đừng chết tại nhà chúng ta như thế không may, triệu quý thanh lấy dũng khí tiến lên, chu thị ngăn ở hồ bính ngọc, hai mắt đỏ lên, ai dám động đến hắn thử xem, nhưng mà chu thị dù sao cũng là nữ nhân, nơi nào là triệu quý thanh loại này anh nông dân đối thủ. Lại thêm Chu thị thấy đại sự không ổn, cho chị em dâu đưa cái ánh mắt cũng đi theo tiếng lên nắm lấy chu thị đem chu thị kéo ra ngoài thả ta ra các ngươi những cái này hung thủ giết người ta muốn các ngươi đền mạng chu thị hoàn toàn không có trước đó dáng vẻ nàng coi là hồ bính ngọc chết rồi đem hết toàn lực muốn cùng bọn hắn cùng đến chỗ chết chu thị một bàn tay đánh tới ngươi tỉnh nhìn xem ngươi bây giờ giống kiểu gì tướng công của ngươi là mình không có đứng vững ngã sắp xuống ngươi mơ tưởng vu ta chủ nhà a à, Chu thị càng thêm điên cuồng, lại lập tức tránh thoát Chu thị, bổ nhào qua muốn cướp hồ bính ngọc, nhưng này sẽ lão mã thị động tác phi thường lưu loát, chạy tới mở cửa ra, lại ngăn lại Chu thị, để triệu quý thanh huynh để đem hồ bính ngọc khiên đi ra, ném ở cổng, sau đó lại sẽ Chu thị kéo ra ngoài, chờ triệu quý thanh bọn hắn tiến đến, bằng nhanh nhất tốc độ đóng cửa lại, mặc cho Chu thị ở bên ngoài thế nào, bọn hắn cũng làm thành không nghe thấy, thật sự là không may. Lão Mã thị bất mãn nói: "Lão nhị ngươi chuyện gì xảy ra?" "Không biết những người đọc sách kia yếu, này sẽ xảy ra chuyện, vậy nhưng làm sao bây giờ, có thể làm sao?" "Dù sao chúng ta không thừa nhận chính là, bọn hắn có chứng cớ gì chứng minh là ta đẩy, nói không chừng đợi lát nữa người liền chết rồi, thối lui thân cái này bạc chúng ta liền lấy không đến làm sao bây giờ?" Triệu Quý Thanh đến bây giờ còn cảm thấy người chết là chuyện nhỏ, lấy không được bạc mới là đại sự coi như chúng ta không may. Lão Mã Thị nghĩ nghĩ, không phải còn có Mỹ Quyên sao? Chờ Mỹ Quyên đến Hà Gia, Hồ Gia tính là gì? Chúng ta không có gì đáng sợ, Chu Thị khẽ nhíu mày, mẹ, lời nói cũng không phải nói như vậy, vạn nhất nếu là Hồ Gia thật truy cứu tới, ảnh hưởng chúng ta cùng Hà Gia hôn sự làm sao bây giờ, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hà Gia không phải đã nói rồi sao? Năm nay không thể thành thân, đợi thêm một năm lại có làm sao. Dù sao Hà Gia thiếu gia thầm nhũ trong lòng đều là Mỹ Quyên, còn thường xuyên để người mang đồ tới, ngươi còn sợ Hà Gia chạy hay sao? Chu Thị luôn cảm thấy bất an, nhưng nàng một cái phụ đạo nhân gia, trong nhà lại không tới phiên nàng làm chủ, nói cái gì đều không dùng. Mà lúc này ngoài cửa Chu Thị nhìn xem bất tỉnh nhân sự Hồ Bính Ngọc vô cùng tuyệt vọng, vì không để triệu quý đường bọn hắn có áp lực, hôm nay liền vợ chồng hai người tới, liền xa phu đều lưu tại cửa thôn bên này động tĩnh quá lớn, vừa vặn liền tại phụ cận khổng thị tới xem một chút xảy ra chuyện gì, không nghĩ tới liếc mắt liền thấy trên mặt đất đầu rơi máu chảy nam nhân, khổng thị dọa đến sắc mặt trắng bệch, đại tỷ, đây là làm sao rồi? Nam nhân của ngươi làm sao quản thành dạng này, lão thái thái, van cầu ngươi giúp ta tìm người đưa nam nhân ta đi trên trấn tìm đại phu, van cầu ngươi, bao nhiêu bạc đều được, Chu thị nghe được khổng thị, lý trí trở về một chút, lập tức cầu khẩn khổng thị hỗ trợ ai nha, ngươi đừng có gấp, ta cái này cho ngươi đi tìm đại phu, ngươi chờ một chút, khổng thị không nói hai lời, co cẳng liền đi tìm triệu sở sở, mà triệu sở sở này sẽ cũng chính chạy tới, bởi vì nàng tại triệu quý đường nhà nghe được chu thị cùng loạn gầm rú, biết bên này xảy ra chuyện, sở sở ngươi tới được vừa vặn, mau mau, muốn chết người. Khổng thị nhìn thấy triệu sở sở, vội vã lôi kéo triệu sở sở liền hướng triệu bạn nhà bên kia đi này sẽ triệu sở sở đã thấy triệu bạn cửa nhà nằm hồ bính ngọc, sắc mặt nàng trầm xuống, không nghĩ tới nhà này người vậy mà vô pháp vô thiên đến loại trình độ này, dưới ba ngày ban mặt cũng dám hành hung, triệu sở sở quay đầu hướng triệu Mỹ Lan hô, đẹp Lan, ngươi bây giờ đi nhà ta, để Đại Lan bắt ta cái hồng thuốc đi nhà các ngươi, nhanh, được, theo ở phía sau triệu Mỹ Lan lập tức quay người đi trở về, triệu sở sở bước nhanh đi vào chu thị trước mặt, lão thái thái người đâu chu thị thấy khổng thị lại trở về vô cùng tuyệt vọng đại tỷ nhi ngươi không nên gấp gáp sở sở chính là chúng ta thôn đại phu khổng thị vội vàng giải thích bình định nguyên giang huyện ôn dịch chính là nàng chu thị nghe vậy bỗng nhiên bắt lấy triệu sở sở liền triệu sở sở chải lấy đã kết hôn phụ nhân búi tóc cũng không nhìn thấy sở sở cô nương phan cầu ngươi mau cứu ta tướng công thái thái đừng có gấp trước tiên đem người tìm địa phương thu xếp tốt lại nói tướng công của ngươi còn sống nhưng ngươi muốn tiếp tục nắm lấy ta, vậy coi như nguy hiểm. Triệu sở sở nhìn Chu thị liếc mắt, Chu thị lập tức buông ra triệu sở sở, vừa vặn lúc này cũng có những thôn dân khác nghe tiếng chạy tới, triệu sở sở đã nhanh nhanh kiểm tra qua hồ bính ngọc vết thương, chỉ là nhìn xem dọa người mà thôi, cũng không trí mạng, thúc, phụ một tay, đem hắn đưa đến đẹp lan gia, triệu sở sở nhìn về phía đến thôn dân, ai, tốt, bọn hắn liền vội vàng tiến lên, giúp đỡ đem hồ bính ngọc đưa đến Triệu Quý Đường trong nhà. Triệu Quý Đường cùng Hạ thị thấy thế, sắc mặt đại biến, đây, đây là làm sao rồi? Đợi lát nữa lại nói, đưa đến phòng nào? Nơi này. Hạ thị nhanh lên đem người mang vào gian phòng của nàng, cũng không thể để một cái nam nhân ngủ nữ nhi bọn họ giường. Chu thị cũng đi vào theo, Triệu Sở Sở ngăn lại nàng, ngươi không cần tiến đến, sẽ ảnh hưởng ta. Chu thị gấp đến độ xoay quanh, nhưng cũng biết tình huống khẩn cấp không thể nhao nhao đến triệu sở sở, tạ hành cầm cái hòm thuốc đến, triệu Mỹ Lan tại phía sau hắn, đuổi đến thở hồng hộc, hắn là sở sở tướng công. Hạ thị cùng chu thị giải thích, còn an ủi nàng, đừng lo lắng, sở sở y thuật cao siêu, tướng công của ngươi nhất định sẽ không có chuyện gì, chu thị mất khống chế nhào vào hạ thị trên thân khóc lên, ta thật sợ hãi, hạ thị vỗ nhẹ nhẹ lấy nàng, có sở sở tại, không có việc gì, chúng ta phải tin tưởng sở sở, đúng, có thể hay không làm phiền ngươi tìm người giúp ta đi cửa thôn đem xa phu của ta gọi qua. Ta có việc bàn giao hắn, Chu thị không có để cho mình mất khống chế quá lâu, rất nhanh liền buộc mình tỉnh táo lại, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua người nhà kia. Tốt, ngươi chờ một chút, ta tìm người đi. Hạ thị cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nàng có thể hiểu được Chu thị lo lắng, lúc trước Triệu Quý Đường chân bị đánh gãy thời điểm, nàng cũng là dạng này. Chương 148 náo ra nhân mạng mới bỏ qua sao sa phu rất nhanh liền đến chu thị đến một bên cùng sa phu bàn giao để hắn lập tức trở về hồ gia đem chuyện bên này nói cho lão thái thái hồ bính ngọc sinh tử chưa biết chu thị không dám rời đi thế nhưng là nàng thật một khắc đều không nghĩ tha thứ người nhà kia dám hại nàng tướng công một cái đều không buông tha mà này sẽ triệu sở sở ngay tại gian phòng bên trong cho hồ bính ngọc thanh lý vết thương tạ hành tại bên cạnh cho nàng đánh lấy đèn pin không có cách gian phòng kia lấy ánh sáng quá kém người không có sao chứ tạ hành thấp giọng hỏi thăm nhìn xem dọa người mà thôi không có gì đáng ngại chẳng qua một hồi tỉnh lại có thể sẽ buồn nôn muốn ói trở về muốn sống tốt tỉnh dưỡng một đoạn thời gian triệu sở sở nói không nghĩ tới lão mã thị bọn hắn thật đúng là muốn bạc không muốn sống đại khái là ông trời đều ngăn không được bọn hắn tìm chết ai triệu sở sở thở dài lão mã thị bọn hắn chết liền chết đáng tiếc triệu mỹ lan cùng hồ nhất minh lúc đầu nàng còn thật coi trọng bọn hắn bây giờ đến như vậy mới ra hai người này sợ là có duyên mà không phận ngươi làm sao rồi tạ hành nhìn triệu sở sở liếc mắt đồng tình bọn hắn tìm đường chết bọn hắn chết có quan hệ gì với ta triệu sở sở hỏi lại động tác trên tay nhưng không có ngừng nàng đem mình lo lắng sự tình nói cho tạ hành tạ hành nghe vậy bật cười ta đạo là cái đại sự gì nguyên lai like liền vì cái này đẹp lan đối hồ nhất minh có hảo cảm Triệu Quý Đường đã phân ra tới, nhà của bên kia làm cái gì cùng bọn hắn cũng không quan hệ, nếu là thật vì chuyện này đoạn tuyệt lui tới, kia không gả liền không gả. Nói đến ngược lại là đơn giản, tiểu cô nương kia được nhiều thương tâm, nhìn đoán không ra ngươi còn thích cho người ta dắt tơ hồng. A, à, ta chỉ là không đành lòng mà thôi." Tạ Hành cười cười, không có lại nói tiếp. Triệu Sở Sở rất mau đem Hồ Bính Ngọc vết thương dọn dẹp xong, bôi thuốc băng bó, lúc này mới ra khỏi phòng. Chu thị ngay lập tức đi lên. Tạ nương tử, ta tướng công thế nào rồi? Hắn, hắn còn tốt chứ, chờ một chút liền tỉnh lại, ngươi đừng có gấp, hắn không có lo lắng tính mạng. Triệu Sở Sở an ủi nàng, rất đa tạ ngươi, ta còn tưởng rằng, đầu nhận trọng kích sát thực dễ dàng ngất đi, nhưng đây cũng không phải là mang ý nghĩa mất mạng. Có điều, mặc dù không có lo lắng tính mạng, nhưng vẫn là có chút di chứng, có lẽ sẽ cảm thấy buồn nôn muốn ói. Vậy, vậy làm sao bây giờ? nằm trên giường nghỉ ngơi mấy ngày nay tạm thời cũng không cần di động không phải hắn cũng khó chịu có thế hạ thị nói trước tiên ở chúng ta nơi này ở đi mặc dù hoàn cảnh là kém chút nhưng sở sở cũng nói người không nên tùy tiện di động vì tướng công của ngươi ngươi ủy khuất một chút chính mình vậy làm sao có ý tốt không có chuyện gì chúng ta ngủ nữ nhi gian phòng để nữ nhi tới trước cái khác tiểu tỷ muội trong nhà ở vài ngày là được làm phiền các ngươi chỉ cần trượng phu không có việc gì chu thị cảm thấy không có cái gì là nàng không thể tiếp nhận khi còn bé qua không phải cũng là loại khổ này thời gian triệu sở sở lại cho chu thị mở phương tử chu thị để lãnh thủy thôn thôn dân hỗ trợ đi lấy thuốc mình liền lưu tại triệu quý đường trong nhà chiếu cố hồ bính ngọc hồ bính ngọc không bao lâu liền tỉnh lại cùng triệu sở sở nói như thế buồn nôn muốn ói mặc dù chu thị đã sớm biết nhưng vẫn củ dọa cho phát sợ lại để cho triệu sở sở sang đây xem Triệu sở sở liên tục cam đoan không có lo lắng tính mạng, Chu thị lúc này mới hơi yên lòng một chút, trong nhà có thêm một cái người, cũng không có ảnh hưởng triệu Mỹ Lan bọn hắn tiếp tục làm đậu hũ, dưới mắt thời tiết còn chưa nóng, loại bỏ ra sinh sữa đậu nành có thế hơi thả một chút, triệu sở sở dự định lại giúp hai ngày liền buông tay để bọn hắn tự mình làm, mà lão Mã Thị nghe nói triệu sở sở đem Hồ Bính Ngọc cứu trở về, Hồ Bính Ngọc bây giờ ở tại triệu quý đường nhà, vừa khí thế rào rạc tới, buộc chu thị cho từ hôn cái này sự tình một câu trả lời, lão mã thị vào cửa liền mắng lên, ta liền nói đâu, quả nhiên là dùng loại khổ nhục kế này cùng nhà chúng ta lão đại cấu kết lại, các ngươi triệu quý đường, ngươi không được quên Mỹ quy ngươi là cháu gái, ngươi dạng này tính kế mình cháu gái, ngươi không bằng heo chó, cái thứ không biết xấu hổ, ta nói cho các ngươi biết, chuyện này tuyệt đối không thể cứ như vậy được rồi, các ngươi muốn hủy hôn có thể, nhưng là nhất định phải bồi thường bạc nếu không ta liền đem chuyện này làm lớn chuyện. Chu Thị trầm giọng nói, chính các ngươi làm qua cái gì ngươi lòng dạ biết rõ, đừng tưởng rằng thanh âm lớn liền có đạo lý. Ta cũng rõ ràng nói cho ngươi, chúng ta hồ gia cũng không phải quả hồng mềm, mặc cho các ngươi nắm, kém chút hại chết ta tướng công chuyện này, chúng ta chậm rãi tính sổ sách. A, à, vậy ngươi có biết hay không? Ngươi bây giờ đứng tại ai địa phương, dám nói chuyện với ta như vậy? Lão Mã Thị chỉ vào Chu Thị, ta nhìn ngươi tính thế nào sổ sách lập tức cút cho ta ra nơi này mẹ đủ triệu quý đường gầm thét một tiếng ngươi có hết hay không có phải là thật hay không náo ra nhân mạng ngươi mới từ bỏ ý đồ triệu quý đường tại lão mã thị trước mặt vẫn luôn là khúng núng nói gì nghe nấy dáng vẻ đột nhiên đại bạo phát đem lão mã thị cũng cho trấn trụ nhưng lão mã thị rất nhanh liền lấy lại tinh thần thanh âm càng thêm bén nhọn ngươi phản ngươi dám làm sao cùng ngươi lão tử nương nói chuyện bất hiếu đồ vật ta hôm nay không phải đánh chết ngươi không thể, ngươi đánh, tốt nhất ngươi đem ta đánh chết. Triệu quý đường không thối lui chút nào, đối đầu lão mã thị trừng phải trồng mắt đều lồi ra đến mắt, ngươi đánh chết ta ngược lại tốt, về sau liền rốt cuộc không cần thụ ngươi tha mài, ngươi, ngươi nói cái gì, đã phân gia, cũng không cần tiếp qua ta bên này đến, mỗi tháng phụng dưỡng bạc ta sẽ đúng hạn cho các ngươi, nhưng ngươi nếu là tiếp tục tại ta chỗ này gây sự, vậy ta một đồng tiền cũng sẽ không cho các ngươi lớn không được ta cùng ta nàng dâu hòa ly tất cả bạc đều cho nàng triệu quý đường cũng là nâng lên trước nay chưa từng có dũng khí cùng lão mã thị đối kháng hắn phát hiện giống như đem những lời này nói ra không có chút nào khó trước kia ngươi làm sao đối ta ta không nghĩ lại lôi chuyện cũ nhưng là từ nay về sau ngươi lại giống lúc trước như thế ta sẽ không cùng ngươi khách khí triệu quý đường ngươi dám nói chuyện với ta như vậy ông trời ngươi mở mắt ra nhìn xem đứa con bất hiếu này a à nhanh lên đem hắn đánh chết đi ta tân tân khổ khổ đem hắn nuôi lớn hắn thế mà muốn đem ta cái này lão tử nương đuổi ra khỏi nhà đại ca ngươi dạng này liền quá phận a dù nói thế nào ngươi cũng là nương sinh ra tới nói lời như vậy thật không sợ thiên lôi đánh xuống nếu như ông trời cảm thấy ta không đúng vậy liền đánh chết ta tốt đáng tiếc rất rõ ràng ông trời cảm thấy ta là đúng cũng không có hàng thiên lôi đến bổ ta Triệu Quý Thanh gắt gao nhìn chầm chầm Triệu Quý Đường, không thể tin được đây là đại ca của hắn. Triệu Mỹ Lan tại lò thời gian nghe rất tức giận, muốn ra ngoài cùng bọn hắn lý luận. Triệu sở sở lại giữ chặt nàng, nói nhỏ, ngươi lại nghe nghe, không muốn lúc này ra ngoài đánh gãy cha ngươi, cha ngươi thật vất vả kiên cường một lần, nếu là ngươi lại đi ra ngoài, bọn hắn còn tưởng rằng cha ngươi sợ bọn hắn đâu, thế nhưng là bọn hắn thật quá mức, cũng không phải ngày đầu tiên dạng này, ngươi bây giờ kịp phản ứng sao? Triệu Mỹ Lan cúi đầu xuống, hồi lâu mở miệng nói, trước kia ta nếu là mạnh miệng, bọn hắn liền đánh ta nương, ta không phải không biết, mà là không dám. Chương 149, cầm dao phay nhắm ngay bọn hắn, Triệu Sở sở thở dài, không biết nên nói cái gì cho phải. Triệu Mỹ Lan cùng Nguyên chủ đồng dạng, đều là có thụ tha mài tiểu cô nương, mà Triệu Mỹ Lan so Nguyên chủ may mắn điểm, chí ít Triệu Mỹ Lan còn có phụ mẫu, Nguyên chủ nhưng không có. Sở sở tỷ tỷ kỳ thật trước kia tình cảnh của chúng ta đều không khác mấy, có lúc không phải là không muốn phản kháng, là căn bản không có dũng khí, bởi vì không có đường lui, nhưng bây giờ không giống, coi như không có bọn hắn, chúng ta cũng có thế thật tốt qua cuộc sống của mình, ngươi có thế nghĩ như vậy, kia là không thể tốt hơn. Cho nên, để cha ngươi phát một lần uy đi, không phải bọn hắn luôn luôn đưa ngươi cha làm con mèo bệnh, mà lại bọn hắn dám như thế đối hồ gia động thủ, thời gian cũng thật đến cùng, vậy vậy sẽ liên lụy chúng ta sao? sẽ không, bọn hắn không phải hung hăng càng quấy người, ngươi không cần lo lắng. triệu sở sở nói như vậy lấy đồng thời, phía ngoài lão mã thị bắt đầu khóc lóc om sòm, ngươi cái này không có lương tâm đồ chó, ta còn không bằng chết đi coi như xong, còn sống có ý gì à? a? bị dạng này nghiệt xúc ngỗ nghịch, ta không sống a? À? lão mã thị hướng trên mặt đất một tòa, đáng đâm ngàn đao đồ chơi, bị bà nương một giật dây, ngay cả mình lão tử nương đều không cần. Ngươi đây là muốn bức tử ta a, à? ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi. Quan sát đánh mà không có mưa, liền một mực gào khang. Sau đó, lại đối hạ thị điên cuồng chuyển vận, các loại khó nghe chữ không ngừng ra bên ngoài nhảy, muốn bao nhiêu khó nghe liền mắng được nhiều khó nghe, hơn nữa còn không mang lặp lại. Triệu Sở Sở nhìn mà than thở, Hạ thị tổ tông 18 đời đều bị chào hỏi một lần. Hạ thị không thể nhịn được nữa, vậy ngươi đi chết a, à? còn ở nơi này gào thét cái gì? lớn không được ta cũng một đầu đụng thạch ma bên trên cùng ngươi một khối chết. Những năm gần đây, ngươi đối ta không phải đánh thì mắng, không ngừng nghĩ tha mài nhà ta đẹp lan, thậm chí còn nghĩ bán nhà ta đẹp lan. Hiện tại đã phân gia, ta không sợ ngươi, nhiều nhất ta để quý đường trước tiên nghỉ ngơi ta, ta cùng các ngươi một khối chết, dù sao hiện tại đẹp lan coi như không có chúng ta cũng có thể sống xuống dưới, ta không sợ các ngươi. Đến A, à, chết chung A, à. Hạ Thị nói xong lời cuối cùng, ngữ khí đã rất kích động lão mã thị cho tới bây giờ chưa thấy qua như thế cùng loạn hạ thị trong lòng cũng có chút bỡ ngỡ nói cho cùng nàng lớn yếu sợ mạnh tựa như ngươi nói ta đầu này tiện mệnh không có tác dụng gì lôi kéo các ngươi cùng một chỗ chôn cùng cũng rất tốt ta nói cho các ngươi biết vì đẹp lan ta cái gì cũng dám đi làm các ngươi lại bức ta thử xem hạ thị cả giận nói ta cùng các ngươi liều mạng ngươi ngươi phản ngươi lão đại Nhìn thấy ngươi cái này bà nương là thế nào đối mẹ ngươi sao? Ngươi cứ như vậy thờ ơ, mặc cho nàng mắng ta. Lão Mã thị cảm giác uy nghiêm của mình bị khiêu khích, giận không kềm được, Triệu Quý Đường lạnh giọng nói ra, đó cũng là bị các ngươi ép, lớn không được ta đem đẹp lang lấy chồng, lại cùng các ngươi cùng đến chỗ chết, chết thì chết, cái mạng này bồi thường cho các ngươi lại như thế nào? Triệu Quý Đường hai mắt đỏ ngào phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đi lên liều mạng giống như. Chu thị trốn ở lão Mã thị đằng sau, tiếp tục lửa cháy đổ thêm dầu, mẹ, ngươi xem một chút đại ca đúng sao, dạng này nói chuyện với ngươi, ngươi thế nhưng là mẹ hắn thân, dạng này quả thực chính là bất hiếu, căn bản không có đưa ngươi để vào mắt, chờ ngươi niên kỹ lớn chút nữa, sợ không phải muốn tiếp tục tha mài ngươi nha, lão mã thị quả nhiên bị ủi phải hỏa khí càng lớn, xông đi lên liền nghĩ xóa hạ thì cái tác, tiện nhân, hôm nay ta liền thay cha mẹ ngươi thật tốt giáo huấn ngươi, để ngươi biết cái gì gọi là trưởng bối, cả vào ta triệu gia còn tưởng rằng đây là ngươi chút. Ba, vang dội cái tác vang lên. Ba, ngay sau đó một cái khác bàn tay lại đột ngột vang lên. Lão Mã Thị không dám tin bụng mặt, triệu sở sở cũng có chút ngoài ý muốn. Hạ Thị toàn thân phát run, vừa rồi đánh người chính là nàng. Không đợi Lão Mã Thị lấy lại tinh thần, Hạ Thị xông vào phòng bếp, mang theo một cái dao phay ra tới, giận dữ hét, ta hôm nay liền cùng các ngươi liều. A, à, Lão Mã Thị cùng Chu Thị thấy thế, dọa đến hồn phi phách tán, thét chói tai vang lên chạy trối chết. Hạ thị cầm dao phay nhìn như không có kết cấu gì loạn vung, kỳ thật nhìn kỹ liền biết, nàng đây là cố ý đang hù dọa lão mã thị các nàng. Lão mã thị cũng không có nghĩ đến, bức cấp hạ thị, hạ thị lại thật dám làm ra loại này giết bọn hắn sự tình. Lão mã thị sợ chết, chu thị càng là như vậy, mẹ chồng nàng dâu hai người chạy mất dép, lão mã thị còn chửi ầm lên, ta cần nghĩ ngươi cái này tán tận thiên lương, muốn giết bà mẫu tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó cho ta gặp người đi hạ thị mềm mềm ngồi xuống nàng vừa rồi làm một kiện trước kia xưa nay không cảm tưởng sự tình nàng cầm dao phay nhắm ngay bà mẫu nhưng khi đó nàng thật đã bị bọn hắn làm cho mất đi lý trí chỉ muốn đem bọn hắn đuổi đi nơi nào còn muốn chuyện khác hạ thị thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn trượng phu triệu mỹ lan từ lò ở giữa chạy đến đem hạ thị nâng đỡ mẹ ngươi làm sao rồi nương không có việc gì hạ thị uể oải quý đường ngươi viết thư bỏ vợ đi ta ta tiếp nhận nói xong hạ thị lực khí toàn thân đều giống như bị rút sạch như thế nàng dâu ngươi nói cái gì ngốc lời nói ta tại sao phải bỏ ngươi triệu quý đường chống gậy chống đi qua đưa tay ôm hạ thị là ta không tốt để ngươi thụ ủy khuất ngươi yên tâm ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thư bỏ vợ bọn hắn yêu náo liền náo đi không quan trọng lớn không được người một nhà cứ như vậy sinh hoạt dù sao chờ hắn đi đứng tốt liền xem như không làm đậu hũ mua bán, cũng có thể sống xuống dưới, chủ nhà, ta, quỷ quốc của người ta đều biết, cái gì cũng đừng nói, lúc này, chúng ta toàn gia càng muốn thật tốt, hạ thị khóc không thành tiếng, cha, mẹ. Triệu Mỹ Lan nghẹn ngào, một nhà ba người ôm đầu khóc rống, triệu sở sở ra ngoài không phải, không đi ra cũng không phải, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm cái gì tốt, chẳng qua Chu thị lại từ gian phòng ra tới, các ngươi yên tâm đi, bọn hắn không làm gì được ngươi hồ thái thái ta cũng là tức giận đến lợi hại mới làm như vậy ta bình thường cái gì cũng đừng nói ta nhìn cũng nghe nếu là bọn hắn thật dám cáo trạng ngươi ta sẽ cho các ngươi làm chứng là bọn hắn muốn giết trượng phu ta mà các ngươi cản bọn họ lại nàng sự tình còn không có tìm bọn hắn tính sổ sách ngươi sẽ giúp chúng ta đương nhiên cho nên các ngươi yên tâm đi hồ gia người rất nhanh sẽ đến lãnh thủy thôn đến lúc đó bọn hắn tự thân khó đảm bảo, không có cơ hội tới tìm các ngươi phiền phức, Chu thị trực tiếp đem đáy giao ra, đồng thời cũng là nói cho bọn hắn, nàng sẽ không bởi vì lão Mã thị hành vi mà giận chó đánh mèo. Triệu Quý đường lúc này mới thoáng nhẹ nhàng thở ra, chỉ là vừa nghĩ tới kết quả của bọn hắn, trong lòng lại nhịn không được đau buồn, nhưng cầu tình hắn nói không nên lời, là lão Mã thị bọn hắn hại người trước đây, cho dù là con trai của nàng, hắn cũng không có khả năng thật là không phải không phân chẳng qua lão mã thị tới so với bọn hắn tưởng tượng nhanh hơn, thậm chí mang lên triệu thị gia tộc tộc trưởng, vừa mới hạ thị cầm dao phay đuổi theo ta chặt, triệu quý đường còn muốn đem ta đuổi ra nhà bọn hắn cửa, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ A, không phải cái này sự tình nếu là truyền đi, lãnh thủy thôn triệu thị tiểu bối về sau còn cần kết hôn sao, chương 150, nho nhỏ triệu thị tính là gì, tộc trưởng giận tái mặt, chất vấn triệu quý đường. Mẹ ngươi nói có đúng không là thật, ngươi thân là người tử liền cơ bản nhất hiếu đạo đều không có ngươi thật sự là không bằng heo chó người tới đem triệu quý đường toàn gia cầm xuống mang đến từ đường dạng này sự tình tuyệt đối không thể nhân nhượng nếu không nếu không cái gì không nghĩ tới ngươi vẫn như cũ không hỏi đen trắng không phân không phải là triệu sở sở nghe được tộc trưởng liền từ lò ở giữa ra tới đánh gãy hắn ngươi tộc trưởng này là thế nào lên làm đi cho ngươi cái đề nghị lớn tuổi con mắt không dùng được liền thối vị nhượng chức, gọi những người khác tới làm tộc trưởng này, chiếm hầm cầu không gãy phân, chỉ toàn làm chút thương thiên hại lý sự tình. Triệu thị mộ tổ phải tìm người đến xem phong thủy mới được, không phải lại nhiều hai cái ngươi dạng này tộc trưởng, lo gì lãnh thủy thôn triệu thị gia tộc không ngừng tử tuyệt tôn. Lời này vừa nói ra, tộc trưởng tức giận đến sắc mặt biến đen, ngươi không nên quên, ngươi đã cùng triệu thị đoạn thân, chúng ta triệu thị việc nhà không nhọc ngươi nhúng tay, ta không đi ngại mắt của ngươi, ngươi cũng đừng đến xen vào việc của người khác. Tộc trưởng nghiến răng nghiến lợi, nếu không, ta coi như liều đầu này mạng già, cũng phải gọi ngươi không dễ chịu. Triệu sở sở cười nhạo một tiếng, ta liền hỏi một câu, ngươi biết lão mã thị mới vừa tới làm gì sao? Trước đó lại làm qua cái gì sao? Ngươi cái gì cũng không biết, chỉ bằng nàng lời nói của một bên, đem tội danh đắp lên triệu quý đường toàn gia trên đầu, công bằng ở đâu, ta là nghiêm túc đề nghị ngươi, lão hồ đồ, vẫn là không cần tiếp tục làm tộc trưởng này, không phải lãnh thủy thôn triệu thị mạch này thật sẽ bị mất trong tay ngươi, ngươi, ngươi không nên quá phận, quá phận. Chờ triệu thị người đều bởi vì ngươi lão hồ đồ bị liên lụy, ngươi liền biết cái gì gọi là quá phận, triệu sở sở lời này, để triệu thị cái khác trưởng bối nhau nhau không vui nói, mặc dù ngươi bây giờ cũng họ triệu, nhưng là cùng chúng ta đã không có quan hệ, chính là cái người ngoài mà thôi, có mấy lời vẫn là đừng bảo là tốt không sai, đã muốn chết muốn sống đoạn thân, này sẽ cũng không cần đối với chúng ta sự tình chỉ rõ, ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không phải triệu thị người, xin đừng xen vào việc của người khác chọc người ghét. Ngươi nếu là sợ hãi nghĩ trở về, thật tốt nói chính là, không cần thiết làm loại này tiểu động tác, hừ, hiện tại biết có gia tộc tốt rồi. Triệu Sở Sở nghe đến mấy câu này, kém chút liền cười ra tiếng, Triệu Mỹ Lan muốn giải thích, lại bị Triệu Sở Sở đè lại. Triệu sở sở nhìn quanh một tuần, nhìn xem triệu thị tộc nhân trên mặt khinh thường cùng không biết từ đâu mà đến cười trên nỗi đau của người khác, nhàn nhạt mở miệng, hồ lão gia kém chút bị lão mã thị toàn gia hại chết, may mắn gặp gỡ ta, đem hắn từ quỷ môn quan mang trở về, bọn hắn sợ hồ lão gia chết không dứt, buộc triệu quý đường bọn hắn đem hồ lão gia cặp vợ chồng đuổi ra lãnh thủy thôn, các ngươi biết hồ lão gia hiện tại còn có nguy hiểm đến tính mạng sao, nếu là lại đập lấy đụng. Đó là ngay cả mệnh đều không có. Hồ gia là các ngươi có thể đắc tội. Các ngươi liền thật không sợ hồ gia truy cứu tới muốn các ngươi triệu thị đều đi theo chung cùng. Sự tình đều không có biết rõ ràng đâu, liền vội vàng muốn hành xử tộc trưởng cao cao tại thượng quyền lực đối triệu quý đường bọn hắn kêu đánh kêu giết. Triều đình vương pháp tại các ngươi trong mắt xem ra chính là bài trí trò đùa sao? kém chút bị quan sai đốt sống chết tươi cái này sự tình các ngươi quên rồi. Quả thật là tốt vết sẹo quên đau a. À. Ngươi một cái nho nhỏ triệu thị tính là gì? còn có thế cùng vương pháp đối kháng hay sao? Ngu xuẩn, dứt lời, tiện tử rơi châm có thể nghe, triệu thị những người kia mặt đỏ tới mang tai, hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ là dạng này, bọn hắn chạy tới nơi này là muốn mưu hại nhân mạng, triệu quý đường vợ chồng vì bảo hộ người khác có lỗi gì, các ngươi ngược lại tốt, người tốt không giúp, lại muốn đi làm kẻ ác đồng lõa, ta thật muốn biết, chờ hồ gia báo quan về sau, quan sai đến các ngươi có còn hay không là bộ này sắc mặt. Ngươi nói hưu nói vượng, ngậm máu phun người. Lão Mã Thị gấp, cái gì gọi là ta mưu hại nhân mạng? Rõ ràng là chính hắn ngã sắp xuống đụng vào giếng xuôi theo, cùng chúng ta có quan hệ gì? Triệu sở sở, không muốn ỷ vào mình biết một chút y thuật, liền có thể lung tung vu oan người. Ta có hay không nói xấu ngươi, ngươi lòng dạ biết rõ. Khổ chủ còn sống, các ngươi muốn đổi trắng thay đen, kia là tuyệt đối không có khả năng. Triệu sở sở cười khẽ, ngươi không nên gấp gáp hồ gia sa phu đã chạy về hồ gia tin tưởng hồ gia cùng quan sai rất nhanh liền sẽ tới đến lúc đó chân tướng sự tình như thế nào quan sai tự nhiên sẽ biết rõ ràng nghe nói huyện nha còn có cái xử án cao thủ bất kỳ cái gì yêu ma quỷ quái tại cái kia xử án cao thủ trước mặt đều không chỗ che thân các ngươi liền chờ chết đi ta không có chẳng qua là từ hôn mà thôi cần phải nháo đến huyện nha đi sao hồ gia ta đồng ý từ hôn chỉ cần các ngươi bồi thường 100 lượng bạc, chuyện gì cũng dễ nói. Lão Mã Thị chột dạ, nhưng vẫn cũ không nở bạc. Chu Thị trong phòng cười lạnh một tiếng, lần này, lui không thoái hôn không tới phi ngươi làm chủ. 100 lượng bạc. Một đồng tiền ngươi cũng đừng nghĩ cầm tới. Lão Mã Thị lòng tràn đầy sợ hãi, vốn chính là nhà các ngươi đồ đần trước có lỗi với chúng ta Mỹ Quyên, để ngươi bồi thường không phải đạo lý hiển nhiên. Lão Mã Thị mặc dù không dám chạy đến triệu sở sở trước mặt nhảy nhót, nhưng là cái này tướng ăn là thật khó coi, cái gì đều không cần nói, chờ ta người nhà đến, bọn hắn sẽ cho ngươi biết, cái gì nên làm cái gì không nên làm. Chu thị cự tuyệt cùng lão mã thị lại giao lưu, lão mã thị khẽ cắn môi, tốt, coi như chúng ta ăn thiệt thòi, hiện tại liền từ hôn, chuyện lúc trước xóa bỏ, ngươi nằm mơ. Chu thị ngữ khí rét run, ta tướng công bút trướng này, ta muốn cùng các ngươi từng cái thanh toán. Còn có, triệu thị tộc trưởng đúng không làm phiền các ngươi hỏi rõ ràng chuyện gì lại xuống quyết định không phải chỉ làm cho mình thêm phiền phức bị triệu sở sở nói cũng coi như hiện tại liền cái ngoại tộc nữ nhân cũng răng dậy hắn cái này khiến tộc trưởng cảm thấy mất hết mặt mũi nhưng hắn đuối lý không còn dám xông triệu sở sở cùng chu thị nổi giận liền giận chó đánh mèo đến già mã thị trên người bọn họ triệu bạn ngươi nói cho ta rõ chuyện này rốt cuộc là như thế nào các ngươi lá gan thật là lớn a thế mà đổi trắng thay đen, ỷ vào ta đối với các ngươi tín nhiệm, để ta suýt nữa lo liệu xấu xong việc, ngươi nếu là không từ thực tìm đến, ta liền đem các ngươi toàn gia từ gia phả bên trên vạch rơi, tộc trưởng giận tím mặt, hướng về phía tồn tại cả mười phần yếu kém triệu bạn nổi giận, triệu bạn sợ hãi rụt rè, ta cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, tóm lại, cũng chính là việc nhỏ mà thôi, không cần thiết náo như thế lớn. Đến lúc đó đối bọn nhỏ hôn sự cũng không tốt, lão bà tử, theo ta thấy từ hôn cái này sự tình thì thôi, chúng ta liền để Mỹ Quyên đến Hồ gia đi." Chu thị trực tiếp tiếp lời đầu, "Ta Hồ gia cần phải không dậy nổi các ngươi loại này thân gia, hôn sự là nhất định phải lui, nhưng không phải là các ngươi Triệu gia lui, mà là chúng ta Hồ gia lui. Nhà các ngươi gió bất chính, không xứng tiếng ta Hồ gia cửa, ngươi cho rằng nhà ngươi đồ đần ai nguyện ý muốn?" Lão Mã thị dễu cợt nói, "Nhà ngươi gió chính, sinh ra một cái đồ đần, câm miệng cho ta." tộc trưởng hận không thể khâu lên lão mã thị miệng, lão mã thị lúc này mới không dám lên tiếng, nàng ngẫm lại, cảm thấy chu thị là tại lấy lui làm tiếng, muốn bước triệu Mỹ Quyên gả vào hồ gia, tốt tha mài triệu Mỹ Quyên, nàng cũng sẽ không để chu thị tính toán xính, mà đúng lúc này, hồ gia người đến, triệu sở sở một bộ chuyển trương băng ghế, ngồi ở dưới mái hiên, một bộ xem kịch vui bộ dáng, chương 151, đánh gãy chân lại nói. Cầm đầu lão thái thái tóc hoa râm, ánh mắt sắc bén, quanh thân bưng gia tộc nuôi ra tới khí thế phía sau nàng đi theo một đám hộ viện mẹ chu thị nhìn thấy lão thái thái lập tức đỏ cả vành mắt ngàn vạn lời đều tại kia một tiếng kêu gọi bên trong hồ lão thái thái bước nhanh đi qua đỡ lấy chu thị bính ngọc đâu hắn thế nào rồi tướng công không có việc gì nhờ có tại nương tự xuất thủ cứu giúp chu thị nức nở nói con dâu kém chút coi là tướng công hội người đâu ta xem một chút Hồ lão thái thái rất tỉnh táo, cũng không có đi nhìn những người khác, dừng một chút, nàng đối mang tới người nói, giữ vững cổng, tạm thời không muốn thả người ra ngoài, dứt lời, Hồ lão thái thái liền vào nhà bên trong đi. Triệu Sở Sở nhìn xem đã bắt đầu phát trung lão mã thị, móc ra hạt dưa, ken két đập lên, tương đối viện tử yên tĩnh, cái này gặm hạt dưa thanh âm phá lệ đột ngột, Triệu Sở Sở không thèm để ý, thậm chí còn hỏi Triệu Mỹ Lan muốn hay không triệu Mỹ Lan này sẽ nào có cái gì tâm tư gặm hạt dưa. Hồ lão thái thái kể đến không thiện dáng vẻ, nàng lo lắng sẽ cùng bọn hắn một nhà ba người tính sổ sách. Lão Mã Thị lấy dũng khí, quay người muốn rời khỏi. Kết quả hồ gia hộ viện lại ngăn lại đường đi của nàng, xin lỗi, tạm thời không thể rời đi nơi này. Đây là ta đại nhi tử nhà, ta muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó, các ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta. Lão Mã Thị cứng cổ tranh luận, hộ viện lại cười lạnh, khuyên ngươi vẫn là nghe lời tốt ta những huynh đệ này từ trước đến nay không muốn sống ngươi không sợ chết cứ việc xong lão mã thị nghe vậy hô hấp cứng lại mà chu thị càng là dâng lên dự cảm không tốt sắc mặt trắng bệch hồ lão thái thái rất nhanh liền cùng chu thị ra tới nàng đứng tại nhà chính cổng giống như ở nhà như thế không giận tự uy hồ lão thái thái ánh mắt rơi vào lão mã thị trên thân lão đại tỷ chuyện này còn muốn nghe ngươi giải thích một chút lão mã thị nhìn thấy hồ lão thái thái tư thế kia liền bỡ ngỡ không nghĩ tới hồ gia người tới lại nhanh như vậy ta không biết ngươi đang nói cái gì chuyện này cùng chúng ta hoàn toàn không có quan hệ con của ngươi sở dĩ đụng vào giếng xuôi theo bên trên đều là ngươi con dâu sai là nàng vu oan chúng ta lão mã thị không dám nhìn hồ lão thái thái lại miệng đầy lời nói dối lão đại tỷ mặc dù chúng ta không chút gặp qua nhưng ngươi con dâu này tâm giả không chừng còn có cái khác ác độc biện pháp đâu ta khuyên ngươi vẫn là thật tốt quản giáo quản giáo con dâu ngươi đi, vạn nhất náo ra cái gì trò cười, các ngươi trên mặt liền không ánh sáng, Chu thị sắc mặt tái xanh, nhưng bà mẫu ở đây, nàng nhưng không có mở miệng giải thích cái gì, triệu sở sở thấy thế, càng phát ra cảm thấy, nếu như triệu Mỹ Lan có thế gả vào hồ gia, nhất định là cửa tốt việc hôn nhân, liền trước mắt mà nói, hồ lão thái thái nhưng so sánh lão mã thị tốt nhiều lắm, lão đại tỷ đây ý là, con dâu ta muốn hại ta nhi tử không sai, chính là như vậy. Có lẽ là ngươi bình thường của trách nàng cái gì, cho nên nàng ghi hận trong lòng, trả thù đến con của ngươi trên thân. Ta nói cho ngươi, loại bất an này phân tiện phụ, liền không nên nhân nhượng. Ngươi nói đúng, tiện phụ không nên bị nhân nhượng. Hồ lão thái thái thần sắc bình tĩnh như trước, người tới, lão mã thị lập tức nhẹ nhàng thở ra, cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem chu thị, nhưng mà chu thị lại sắc mặt trắng bệch không chỗ ở phát trung phát trung nàng cùng chu thị quan hệ tốt tự nhiên biết hồ lão thái thái xưa nay không trách móc nặng nề chu thị thậm chí hồ nhất minh biến thành đồ đần hồ lão thái thái cũng không có bước qua chu thị tái sinh một cái chu thị muốn nhắc nhở lão mã thị lại nghe được hồ lão thái thái nói ra đem triệu gia hai cái này phụ nhân cho ta đè lại hung hăng đánh đánh tới bọn hắn bàn giao cả kiện sự tình mới thôi lão mã thị sắc mặt cứng lại nàng lập tức kịp phản ứng hồ lão thái thái là muốn đối phó bọn hắn thế là đem chu thị đẩy về phía trước quay người co cẳng liền nghỉ chạy nhưng nàng nơi nào là hộ viện những cái này người luyện võ đối thủ đều đi chưa được mấy bước liền bị người kéo trở về cùng lúc đó triệu quý thanh mấy huynh đệ cũng bị cùng một chỗ mang đi qua nguyên lai hồ lão thái thái mang tới người phân hai nhóm một nhóm đi theo nàng bên trên triệu quý đường cái này một nhóm đi triệu bạn nhà triệu quý thanh mấy huynh đệ bị người hung hăng đẩy quẳng xuống đất bị đau hô lên các ngươi làm gì dưới ban ngày ban mặt, có còn vương pháp hay không? Triệu Quý Thanh là lão mã thị thương yêu nhất nhi tử, thấy thế bén nhọn kêu lên, hồ lão thái thái cười nhạo một tiếng, nhi tử ta kém chút bị các ngươi hại chết, các ngươi cùng ta giảng vương pháp. Đánh cho ta, đánh gãy chân của bọn hắn lại nói, vâng, hộ viện tiến lên đem người đè lại, ngay trước lãnh thủy thôn người, tư sống đánh gãy chân của bọn hắn, tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng cửu tiêu, triệu thị tộc trưởng thấy thế, da mặt đều đang phát run các dao chống gậy chống mới không có để cho mình hai chân như nhũng ra đổ xuống cuối cùng vẫn là ngưu đồng sinh ngăn lại hồ lão thái 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 có cái gì chúng ta thật tốt nói vạn nhất làm ra nhân mạng liền không tốt các ngươi là khổ chủ có thể để quan phủ làm chủ ngụ ý không muốn tại lãnh thủy thôn náo ra nhân mạng cái khác hắn mặc kệ hồ lão thái thái lạnh lùng nhìn thôn trưởng liếc mắt lúc này mới đưa tay để bọn hộ viện dừng lại lão mã thị tóc tai bù xù nằm rạp trên mặt đất, ngao ngao réo lên không ngừng. Hồ lão thái thái nói đánh gãy chân, xuống tay so triệu sở sở hung ác nhiều. Ta liền một đứa con trai cùng một cái cháu trai, tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì nhục nhã bọn hắn, hại bọn hắn. Hồ lão thái thái đọc nhấn rõ từng chữ như băng, đừng tưởng rằng chuyện này dừng ở đây, nhi tử ta kém chút ném mạng, ta muốn các ngươi toàn diện đều nếm thử tư vị này, người tới, trói lại, một hồi đưa đến huyện nha đi. Lão Mã Thị nghe nói như thế, nhịn đau ý kêu trời trách đất cầu xin tha thứ, ta biết sai, ngươi tha ta đi, ta cam đoan cũng không dám lại. Chu Thị cũng đau khổ cầu khẩn Chu Thị, ta thật không phải là cố ý, cầu ngươi nể tình chúng ta đi qua tình cảm bên trên, không muốn lại truy cứu chuyện này. Dù sao tướng công của ngươi còn sống không phải, nhưng chúng ta nếu là đến Đại Lao sẽ chết, Chu Thị mặt không biểu tình, nàng đối Chu Thị đề không nổi nửa điểm đồng tình tâm. Nếu không có triệu sở sở, nàng liền phải biến thành quả phụ chu thị có niệm qua đi qua tình cảm sao lão mã thị thấy cầu xin tha thứ không cửa nhìn thấy một bên gặm hạt dưa triệu sở sở cầu đến triệu sở sở trên đầu sở sở tốt xấu ngươi đã từng cũng họ triệu muốn hô ta một tiếng bà thím ngươi giúp ta cầu tình để bọn hắn bỏ qua chúng ta đi triệu sở sở hạt dưa lập tức không thơm nàng đang muốn nói chuyện cổng lại truyền đến tạ hành thanh âm sở sở đã cùng triệu thị đoạn thân là ta người của tạ gia dựa vào cái gì muốn cho ngươi cầu tình tất cả mọi người nhìn về phía đi tới tạ hành tạ hành đi vào triệu sở sở trước mặt nhìn xem trước mặt nàng một chỗ vỏ hạt dưa khóe miệng giật một cái khang cô nương bọn hắn tới tìm ngươi tạ hành nói còn có mẫu thân của nàng ngươi trở về đi triệu sở sở không hiểu người tốt không trở về quảng khánh phủ làm sao còn chạy tới lãnh thủy thôn tìm nàng được triệu sở sở đứng dậy vỗ vỗ trên người vỏ hạt dưa đẹp lan một hồi ngươi quét một chút, dứt lời, Triệu Sở Sở cùng Tạ Hành một đạo đi ra ngoài, hộ viện thấy thế, nhìn về phía Hồ lão thái thái, Hồ lão thái thái gật gật đầu, ý là thả bọn họ ra ngoài. Sở Sở, ngươi đừng đi a, à, ngươi là bọn hắn ân nhân cứu mạng, lời của ngươi nói bọn hắn nhất định sẽ nghe. Lão Mã thị gào khang, chương 152, giết người tru tâm, diệu a, à, Triệu Sở Sở dừng chân lại quay đầu lại, lão Mã thị vui mừng quá đổi coi là triệu sở sở là muốn giúp nàng. Lão Mã Thị vội vàng nói, sở sở, vang cầu ngươi, ta cam đoan đưa ngươi xem như tôn nữ đối đãi giống nhau. Hồ Lão Thái Thái nhìn xem triệu sở sở, không nói một lời, ánh mắt kia như có thực chất bản, đổi thành ở đây bất cứ người nào, đều sẽ tim gan phát trung. Nhưng triệu sở sở lại thờ ơ, chỉ là nhìn qua Lão Mã Thị cười nhạo một tiếng, ta đã từng là các ngươi ân nhân cứu mạng, các ngươi nghe qua ta sao, còn để người đến ăn cướp ta, chật chật. Lúc nói lời này, ngươi thẹn à không? Sở Sở, ta thật biết sai. Lão Mã thị cầu khẩn, ngươi cứu lấy chúng ta đi. Triệu Sở Sở nhàn nhạt mở miệng, ta nhớ được ta không chỉ một lần nói qua, Triệu thị người không muốn ở trước mặt ta nhảy nhót, ta sẽ không đối các ngươi làm cái gì, nhưng các ngươi muốn cách đáp lời ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Làm sao, ngươi cũng muốn sống không bằng chết sao? Lão Mã thị hô hấp cứng lại, Triệu Sở Sở nhìn về phía Hồ lão thái thái làm ác chính là bọn hắn cùng triệu quý đường bọn hắn không có cái gì quan hệ quan có đầu nợ có chủ lão thái thái là cái làm rõ sai trái người nếu không phải bọn hắn một nhà tử con của ngươi sợ là lại muốn bị người hại chết tiểu nương tử yên tâm ta mặc dù lão nhưng còn không có hồ đồ sẽ không giận chó đánh mèo người vô tội ta cũng cảm thấy lão thái thái là như vậy người triệu sở sở nói xong cười cười cùng tạ hành đi ra triệu quý đường nhà nhưng là hai người lại đối mặt đồng dạng dẫn người tới triệu Mỹ Quyên. Triệu sở sở liếc mắt nhìn ra triệu Mỹ Quyên đã có bầu, khó trách muốn bước triệu Mỹ Lan gả cho Hồ Nhất Minh đâu, nguyên lai nàng thật đoán đúng. Triệu Mỹ Quyên bên người là một cái lòe loẹt, 17-18 tuổi người trẻ tuổi, mọc ra một bộ bạc tình bạc nghĩa tướng mạo. Khi hắn dương mắt đối đầu triệu sở sở kia một cái chớp mắt, lập tức ngây người, tạ hành ánh mắt lạnh lùng, không để lại dấu vết ngăn trở Hà Thiếu Gia ánh mắt, Hà Thiếu Gia không vui trừng tạ hành liếc mắt, triệu mỹ quyên kinh hô tạ hành con mắt của ngươi thật bị chữa khỏi rồi nàng cùng hà thiếu gia dựng vào về sau vẫn ở tại trên trấn rất ít về trong làng nếu không phải hôm nay đệ đệ vội vội vàng vàng chạy đến trên trấn nói cho nàng trong nhà xảy ra chuyện triệu sở sở không chịu gả cho hồ nhất minh hồ gia đến gây sự nàng lại còn không trở về tạ hành cũng không để ý gì tới triệu mỹ quyên tạ hành ta đang cùng ngươi nói chuyện ngươi biết sao triệu mỹ quyên cả giận nói từ khi nàng có thân thể, liền Hà thiếu gia cũng đối với nàng nói gì nghe nấy, Tạ Hành cái này nghèo kiết hủ lậu thư sinh dám không để ý tới nàng, lỗ tai ta rất tốt, chỉ là không muốn cùng ngươi nói nhảm thôi. Tạ Hành lạnh nhạt nói, ngươi động tác chậm nửa một chút, sợ là muốn đi cho bọn hắn nhặt xác. Ngươi, Triệu Mỹ Quyên tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng lão mã thị bọn hắn tiếng cầu xin tha thứ lại rõ ràng truyền vào trong tai nàng, Triệu Mỹ Quyên không rảnh lại lý Triệu Sở Sở cùng Tạ Hành mà là cùng hà thiếu gia tăng tốc bước chân đi triệu quý đường nhà, trải qua triệu sở sở bên người thời điểm, hà thiếu gia dùng gần như trần trụi ánh mắt nhìn chầm chầm triệu sở sở nhìn, triệu sở sở không chút biến sắc hơi búng ngón tay, một hạt dọc nước lặng yên không một tiếng động phụ bên trên hà thiếu gia hạ bộ, đại lang, ngươi về trước đi, ta nhìn nhìn lại náo nhiệt. Triệu sở sở không nghĩ là nhanh như thế trở về, sớm một hồi muộn một hồi cũng không có gì sai biệt. Tạ Hành nhớ tới vừa rồi Hà Thiếu gia nhìn Triệu Sở Sở ánh mắt, vậy ta cùng ngươi." Triệu Sở Sở nghiêng đầu nhìn Tạ Hành liếc mắt, trong ấn tượng, Tạ Hành cũng không thích loại này xé bức tình cảnh, chẳng qua bây giờ không rảnh truy cứu những cái này, Triệu Sở Sở không có đi vào Triệu Quý đường nhà, mà là đổi cái địa phương người khác không nhìn thấy nàng địa phương tiếp tục xem náo nhiệt, ta xem ai dám lại đụng đến ta người nhà." Triệu Mỹ Quyên vừa vào cửa, liền khí thế mười phần quát to một tiếng, cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào, dám ở chỗ này dương oai, Mỹ Quyên, Mỹ Quyên, ngươi có thể tính trở về, nhanh cứu lấy chúng ta a, à, bọn hắn đem chúng ta chân đánh gãy. Lão Mã thị nhìn thấy Triệu Mỹ Quyên, phản phất nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, Triệu Mỹ Quyên giận không kềm được, chỉ vào Hồ lão thái thái, là ngươi cái này lão chủ chứa động thủ đúng hay không? Lập tức quỳ xuống dập đầu nhận lầm, ta có thể suy xét bỏ qua các ngươi, không phải? ta bảo các ngươi hối hận tới này một lần. Hồ lão thái thái yên lặng nhìn xem triệu Mỹ Quyên, triệu Mỹ Quyên làm hồ nhất minh vị hôn thê, hồ lão thái thái tất nhiên là gặp qua nàng. Bây giờ triệu Mỹ Quyên một bộ tiểu nhân đắc chí, vẻ không có gì sợ, để hồ lão thái thái rất là không vui, nàng ánh mắt sao mà độc ác, có thế nhìn không ra triệu Mỹ Quyên cùng bên người người trẻ tuổi kia có đầu đuôi. Triệu Mỹ Quyên tại hồ lão thái thái ánh mắt dưới, hoặc nhiều hoặc ít có chút luống cuốn, nàng liền đem đầu mâu nhắm ngay triệu quý đường một nhà ba người, đại bá, ngươi thật đúng là rất tốt a. À. Trơ mắt nhìn xem mẫu thân của ngươi cùng huynh đệ của ngươi bị người đánh thành dạng này lại không ngăn cản, ngươi quả thực xuất sinh không bằng. Dừng một chút, triệu Mỹ Quyên quay đầu cùng Hà Thiếu Gia nũng nịu, Hà Thiếu Gia, ngươi cũng nhìn thấy, những người này dưới ban ngày ban mặt có bao nhiêu ương ngạnh, quả thực không đem ngươi để vào mắt. Hà Thiếu Gia đầy trong đầu đều là triệu sở sở bộ dáng, căn bản không có để ý trong viện còn có người nào. Hắn há mồm liền ra, người đã mang đến, không nghe lời vậy liền hung hăng đánh, đánh tới bọn hắn sợ mới thôi, có việc ta gánh. Triệu Mỹ Quyên mừng rỡ, nhìn về phía hồ lão thái thái bọn hắn lại nhiều hơn mấy phần ngạo sắc, lão chủ chứa, có nghe hay không, không muốn chết liền quỳ xuống nói xin lỗi bồi tội, mặt khác lại bồi một ngàn lượng bạc, còn có đem hôn ước lui. Lão Mã Thị cũng tìm được chủ tâm cốt, hung giữ trừng mắt hồ lão thái thái, lão già, một hồi ta để ngươi nếm thử chân bị đánh gãy tư vị." Hồ lão thái thái cười lạnh, mang theo vô tận kinh miệt, nguyên lai like ngươi chỗ dựa chính là Hà gia cái này hậu sinh. Hà gia hậu sinh nghe tiếng nhìn sang, sau một khắc, hắn như bị sét đánh, mặt mũi tràn đầy không dám tin, trung giọng nói, "Hồ, Hồ lão thái thái, sao, như thế nào là ngài?" "Ngài, ngài làm sao tới rồi?" Triệu Mỹ Quy người một nhà cho là mình nghe lầm, Hà thiếu gia cẩn thận từng ly từng tí chịu tội không biết là ngài, đều do tiểu tử đầy trong đầu nghĩ đến chuyện khác, đắc tội lão nhân gia ngài, tiểu tử cái này cho ngươi bồi tội, còn mời lão thái thái không nên trách tội, không phải muốn để ngươi người đánh tới chúng ta sợ mới thôi sao, lão thái thái nói đùa, hà gia chúng ta làm sao dám. Mặc dù không biết chuyện gì xảy ra, chẳng qua lão thái thái nếu là có cần dùng đến tiểu tử địa phương, cứ việc phân phó, triệu Mỹ Quyên như rớt vào hầm băng, bị đâm xương hàng ý vây quanh hà thiếu gia cũng phải khúng núng hồ gia đến cùng là lai lịch gì hà thiếu gia này sẽ cũng rất tức giận quán triệu mỹ quyên không có đem lời nói rõ ràng ra vĩnh phú trấn cũng có một cái họ hồ đồ đần hà thiếu gia vô ý thức coi là triệu mỹ quyên vị hôn phu là cái này đang ngủ đưa tới cửa triệu mỹ quyên về sau cũng không nhiều nghe ngóng hắn bây giờ mới biết triệu mỹ quyên cái kia vị hôn phu vậy mà là hồ nhất minh nghĩ đến đây hắn mồ hôi lạnh chảy ròng ròng chỉ hy vọng hồ gia không muốn bởi vậy trách tội hắn mới là. Hồ lão thái thái nói, nhà này người, suýt nữa hại chết nhi tử ta, hà thiếu gia đã có tâm, vậy liền đem bọn hắn tay cũng đánh gãy đi, triệu sở sở âm thầm tháng, giúp người tru tâm, diệu a, à, có phiếu phiếu có thể ném một chút sao? Tạ ơn, chương 153, ta không biết hài tử là ai, hà thiếu gia vì khó lường tội hồ gia, nghe hồ lão thái thái, không chút do dự liền để hắn chó săn động thủ, đánh cho ta hung hăng đánh đánh gãy bọn hắn tay lão mã thị trước mắt trận trận biến đen nàng coi là chỗ dựa kết quả lại là liền hồ gia đều e ngại chu thị phản ứng nhanh lão thái thái là chúng ta nhất thời hồ đồ bởi vì lấy sợ hãi bị tính sổ sách lúc này mới nói hô nói vượng mỹ quyên tốt xấu là ngươi chưa quá môn cháu dâu cầu ngươi không nể mặt sư thì cũng nể mặt phật tha chúng ta một lần đi chúng ta thật biết sai hồ lão thái thái cười nhạo lão mã thị cũng khóc trời đập đất đều tại ta quản giáo không nghiêm không biết tiểu tôn nữ là có ý định câu dẫn một minh coi là một minh phản bội mỹ quyên lúc này mới đầu não ngất đi làm ra loại sự tình này thân gia muốn trách thì trách nhà chúng ta lão đại cùng chúng ta không có quan hệ a à, triệu mỹ lan nghe vậy kém chút tức giận đến học máu rõ ràng là các ngươi bức ta làm sao hiện tại đến trong miệng ngươi liền thành dạng này nãi nãi ta từ trước đến nay kính trọng ngươi tại sao phải dạng này hại ta, liền hạ thị cũng tức không nhịn nổi, chỉ vào lão mã thị mũi mắng, ngươi cái này miệng đầy nói láo lão bất tử, sớm muộn phải gặp thiên lôi đánh xuống, dạng này hại ngươi tôn nữ, ngươi chết không yên lành, triệu Mỹ Quyên gắt gao cắn môi, toàn thân rét run, nàng thật không nghĩ tới, hà gia vậy mà đều nhập không được hồ gia mắt, khi nàng câu dẫn hà thiếu gia là vì cái gì, triệu Mỹ Quyên chỉ cảm thấy mình ném dưa hấu nhặt hạt vừng, trong bụng còn thăm dò bên trên hà thiếu gia loại mỗi ngày nằm mộng cũng nhớ lấy gã vào Hà Gia biến thành thiếu nải nải, kết quả bây giờ lại nói cho nàng, Hồ Gia so Hà Gia lợi hại hơn. Hà Thiếu Gia chó săn đã án lấy lão mã thị bọn hắn, chuẩn bị đánh gãy bọn hắn tay, triệu Mỹ Quyên cái khó ló cái khôn, bịch quỳ xuống đến, muốn đem trong bụng hài tử cắm đến Hồ Nhất Minh trên đầu, bên cạnh coi trọng triệu sở sở thấy thế, lập tức kịp phản ứng triệu Mỹ Quyên muốn làm cái gì. Nàng cảm thấy tình cảnh còn có thể càng hỗn loạn một điểm. Vị năng lợi hại nhất chính là cái gì? Là có thể khống chế cùng thuộc tính nguyên tố, mà người thân thể có 70% đều là nước. Triệu Sở Sở nhẹ nhàng một nắm nắm đấm, còn chưa kịp mở miệng Triệu Mỹ Quyên lập tức che lấy đột nhiên kịch liệt đau nhất không thôi bụng hét thảm lên, bụng của ta đau quá, a, à, mau cứu ta. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn hù đến, Hà Thiếu gia chó săn thậm chí không dám động thủ, đều vô ý thức nhìn về phía Hà Thiếu gia, dường như tại hỏi thăm còn muốn hay không đánh dù sao cái này triệu Mỹ quyên mang thiếu gia loại, vạn nhất xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ai gánh được trách nhiệm, triệu Mỹ quyên bụng dưới phản phất có cái gì ở bên trong khoái động đồng dạng, đau đến nàng lăn lộn đầy đất, hà thiếu gia, nhanh đi tìm đại phu A. Lão Mã Thị gấp đến độ chẳng qua não liền lớn tiếng hô lên, đây chính là con của ngươi, lời này vừa nói ra, người trong viện cũng không dám tin trừng to mắt, triệu Mỹ quyên mang hà thiếu gia hài tử, mà hà thiếu gia sắc mặt trắng bệch, hắn hận không thể tại chỗ xé lão mã thị cái này lão tiện phụ là yếu hại chết hắn a à. ngươi không nên nói bậy nói bạ ta cùng với nàng thanh bạch đừng muốn ăn nói bừa bãi bại hoại thanh danh của ta hà thiếu gia thề thốt phủ nhận nếu như triệu mỹ quyên không phải hồ nhất minh vị hôn thê có thể đặt vào hậu viện làm cái tiểu thiếp thế nhưng là bây giờ biết chân tướng hà thiếu gia chỉ hận không thể trở về đến quá khứ đánh lúc ấy tinh trùng lên não mình một bàn tay chơi cái gì nữ nhân không tốt, chơi hồ nhất minh chưa quá môn nàng dâu. Lão Mã Thị cũng kịp phản ứng, phát hiện tự mình nói sai, tâm như nổi trống, vụng trộm nhìn hồ lão thái thái liếc mắt, vừa vặn đối đầu hồ lão thái thái giống như cười mà không phải cười ánh mắt, trong lòng nàng phát lạnh, xong, nhưng nàng còn ráng chống đỡ lấy kéo tôn, là ta nói sai, đứa nhỏ này là một, ngậm miệng, con ta mặc dù như là trẻ con nhi, nhưng quyết định sẽ không làm bực này mất mặt xấu hổ sự tình, nhà ngươi gió bất chính. Đừng ỷ lại nhi tử ta trên đầu." Chu thị nghiêm nghị đánh gãy lão Mã thị, sắc mặt rất khó nhìn. Hồ lão thái thái lại cười, nghiêng đầu ôn hòa đối Chu thị nói, "Đi mời Tạ gia nương tử tới, nhìn xem đến cùng phải hay không mang thai lại nói. Bính Ngọc gia, chúng ta không thể oan uổng người tốt, cô nương gia danh tiết trọng yếu bao nhiêu, ngươi nói đúng hay không?" Chu thị ứng, "Là con dâu thất ngôn." Tiếp lấy Hồ lão thái thái nhìn về phía Ngưu đồng sinh, "Còn làm phiền phiền thôn trưởng hỗ trợ chạy chuyến này." ngưu đồng sinh trên mặt nóng bỏng, mặt mo cũng không biết hướng chỗ nào bày mới tốt, cô nương gia chưa kết hôn mà có con, quả thực là đồi phong bại tục, hắn là thật không nghĩ tới lão mã thị bức triệu Mỹ Lan gả cho Hồ Nhất Minh còn có dạng này nội tình, ngưu đồng sinh vội vàng rời đi, mà triệu sở sở cùng tạ hành bằng nhanh nhất tốc độ rời đi triệu quý đường nhà, để ngưu đồng sinh vừa lúc ở nửa đường gặp gỡ bọn hắn, sở sở, triệu bạn nhà lại ra yêu thiêu thân, ngươi quá cứ nhìn xem ngưu đồng sinh khó khăn mở miệng khi triệu mỹ quyên dường như có thai có thai triệu sở sở giả trang ra một bộ kinh ngạc dáng vẻ thật giả xem bộ dáng là thật ai ngươi vẫn là qua xem một chút đi ta cũng không biết muốn nói gì tốt ngưu đồng sinh nói lên cái này sự tình đỏ bừng cả khuôn mặt mặc dù trong thôn làm yêu người ta không ít nhưng giống lão mã thị dạng này thật đúng là lần thứ nhất thấy sở sở ngươi quá khứ đi ta về nhà trước Tạ hành nghiêng đầu đối triệu sở sở nói, cũng không cùng đi qua ý tứ, được. Triệu sở sở lại cùng ngưu đồng sinh trở về triệu quý đường nhà, triệu Mỹ Quyên còn tại trên mặt đất lăn lộn, lão mã thì thấy triệu sở sở đi qua, vô ý thức muốn ngăn cản triệu sở sở, kết quả chân bị đánh gãy nàng, khẽ động liền đau đến ngao ngao kêu thảm, triệu Mỹ Quyên mặc dù bị đau nhất ý dày vò đến không nhẹ, nhưng ý thức còn tại, nàng bản năng cự tuyệt triệu sở sở đụng nàng nhưng lúc này nàng nơi nào phản kháng qua được triệu sở sở triệu sở sở đè lại nàng nàng liền không thể động đậy bắt mạch qua đi triệu sở sở thở dài đã có thai ba tháng chẳng qua bây giờ tình huống không tốt lắm có phải là mang thai về sau còn một mực kịch liệt cùng phòng ai người mang thai không biết không thể cùng phòng sao rất dễ dàng trượt thai nha cái gì ba tháng chu thị lập tức nghiến răng nghiến lợi hồ nhất minh tốt nhất một lần đến lãnh thủy thôn đã là năm ngoái tháng 11 thời điểm sự tình, mà bây giờ đã là tháng 4, nói rõ Triệu Mỹ Quyên là chính nguyệt thời điểm mang thai, còn dám cắm đến Hồ Nhất Minh trên đầu, để Hồ Nhất Minh đổ vỏ, Chu thị giận không kềm được, Hồ lão thái thái cười nhạo một tiếng, không nghĩ tới Tôn nhi ta lợi hại như vậy, cách không cũng có thể làm cho Triệu gia cô nương mang thai đâu, xem ra, ta phải tại cái này nguyên gian huyện thật tốt điều tra thêm, ai khoảng thời gian này mang thai, đại khái cũng có thể là ta Hồ gia cốt nhục rồi phen này trào phúng, để lão mã thị há miệng không biết làm sao giải thích. Hồ lão thái thái nhìn về phía hà thiếu gia, hà gia hậu sinh, triệu gia người nói là con của ngươi, việc này thật chứ, hà thiếu gia như cha mẹ chết, cúi đầu xuống không dám nói lời nào, nam nhân dám làm dám đảm đương, là ngươi chính là của ngươi, không phải ngươi cũng không phải là, trả lời một tiếng có khó như vậy, ta cũng không biết là ai, hà thiếu gia nói một câu cặn bã phải không thể càng cặn bã, chương 154, không thoái hôn vậy liền chết, triệu Mỹ Quyên trong lúc nhất thời đều quên đau đớn, nàng cho là mình nghe lầm, buổi sáng còn ôm nhu cẩn thận nam nhân, cùng với nàng mây mưa nam nhân vậy mà nói không biết đứa bé trong bụng của nàng là ai, ngươi đem nói chuyện rõ ràng, cô nương gia thanh danh cũng không phải như thế bại hoại. Hồ lão thái thái âm thanh lạnh lùng nói, thân là nam nhân, có ngươi dạng này không có đảm đương sao, hà thiếu gia tiếp tục nói, lão thái thái có chỗ không biết. Nữ nhân này thủy tính dương hoa, lúc trước ta cũng là bị nàng tính toán, nàng thừa dịp ta uống say, chạy đến trong phòng của ta, không được tất sợi trốn ở ta trong chăn, ta lúc ấy chến choáng cấp trên, liền, liền đã làm sai chuyện, nhưng, nhưng nàng lúc ấy không gặp đỏ, có thể thấy được ta, ta không phải nàng nam nhân đầu tiên, còn nữa, ta cũng không phải thường xuyên đi gặp nàng, ai biết nàng cổng ta còn cùng cái gì nam nhân đến hướng, cho nên đứa nhỏ này là ai, ta cũng không rõ lắm. Hà thiếu gia lời nói này để Chu thị hét lên một tiếng, rõ ràng là ngươi làm bẩn nữ nhi của ta, ngươi vậy mà trái lại nói xấu nữ nhi của ta trong sạch, hừ, các ngươi đang suy nghĩ gì ta có thế không biết. Không phải liền là nhìn ta có tiền, nghĩ từ trên người ta kiếm tiền sao, ta cho ngươi biết, nhi tử ta đều đã hai tuổi, ngươi cho rằng ta hiếm có một cái tiểu thôn cô giúp ta sinh. Hà thiếu gia vò đã mẻ không sợ sức, cũng không tiếp tục che lấp miệng của hắn mặt, triệu Mỹ quyên kém chút tức ngất đi lão thái thái ngươi cũng biết ta nhạc gia cường thế ta làm sao có thể làm ra có lỗi với ta nàng dâu sự tình đúng hay không hà thiếu gia bồi cười đều tại ta mê rượu nước tiểu ngựa hỏng việc dễ như trở bàn tay phú quý tan thành mây khói lão mã thị toàn thân phát run cho nên hồ gia mới thật sự là kẻ có tiền mà hà thiếu gia chính là cái ăn nàng dâu cơm chùa tiểu bạch kiểm thân gia chúng ta cũng là bị lừa a à, mỹ quyên thật tốt một cô nương bị một cái súc sinh hại ngươi muốn thay chúng ta làm chủ a à. mỹ quyên thế nhưng là một minh vị hôn thê là ngươi chưa quá môn tôn con dâu chỉ cần ngươi thay mỹ quyên làm chủ mỹ quyên tùy thời có thế gả vào hồ gia giữa ban ngày cũng không cần làm loại này nằm mơ ban ngày nhà ta một minh coi như cả đời không lập gia đình cũng sẽ không cần dạng này cô nương hồ lão thái thái hừ lạnh đem hai nhà đính hôn hôn thư lấy ra cử hôn sự này như vậy coi như thôi ta cũng không cần các ngươi triệu gia bồi thường cái gì đương nhiên ngươi không giao cũng không có quan hệ, vậy liền giải trừ một mối hôn sự đối với chúng ta hồ gia đến nói cũng không tính là gì. Chu thị phanh phanh dập đầu, lão thái thái, là chúng ta nhất thời hồ đồ, cửa hôn sự này nguyên là ta cùng chu gia tỷ tỷ quyết định, sao có thể nói giải trừ liền giải trừ đâu. Các ngươi coi là còn có tư cách tại trước mặt chúng ta nói điều kiện, không thoái hôn, vậy chúng ta hồ gia không thiếu được muốn hành xử nhà chồng quyền lợi, đem không tuân thủ phụ đạo nàng nhét vào lồng heo ngâm xuống nước, các ngươi nghĩ kỹ lại nói, nhét vào lòng heo ngâm xuống nước, chưa kết hôn mà có con, đồi phong bại tục, không phải liền là muốn nhét vào lòng heo ngâm xuống nước, giải trừ hôn ước, vậy liền cùng chúng ta hồ gia không quan hệ, nàng coi như cùng cuộc sống khác 10 đứa bé đều không có quan hệ. Nhưng là, hồ gia có thế dung không hạ dạng này người, hồ lão thái thái nói câu nói sau cùng kia thời điểm, khí thế 10 phần. Triệu Mỹ Quyên làm thiếu nải nải một tia hy vọng cuối cùng không còn sót lại chút gì, không thoái hôn vậy liền chết, mà từ hôn, coi như Hà Thiếu Gia thật sự có chính phòng thái thái, nàng chí ít có thể mượn trong bụng hài tử tiếng Hà Gia, cho dù là làm cái thiếp thất, cũng dù sao cũng so chết tốt, mẹ, ta không muốn chết, giải trừ hôn ước đi. Triệu Mỹ quyên cầu Chu Thị, Chu Thị rơi lệ không ngừng, thật tốt một nước cờ, hạ thành dạng này, lão Mã Thị cũng không có cách nào. Chỉ có thể để triệu thị tộc trưởng đi nhà bọn hắn đem hôn thư lấy tới giao cho hồ lão thái thái hồ lão thái thái ở ngay trước mặt bọn họ thiêu hủy hai phần hôn thư hồ nhất minh cùng triệu mỹ quyên hôn sự hết hiệu lực triệu mỹ quyên nhìn về phía hà thiếu gia lê hoa đái vũ hà thiếu gia thấy hồ lão thái thái không có truy cứu ý tứ thoáng nhẹ nhàng thở ra nhưng mà hắn vạn vạn không nghĩ tới lại có một nhóm người người tới cốt ngươi cái hà đào dùng đến bạc của ta ở bên ngoài chơi gái còn cho ta chơi chết người đến rồi một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn lại cao lại tráng phụ nhân nhanh chân đi vào, bóp lấy Hà Thiếu Gia lỗ tai xoay tròn, ngao. Hà Thiếu Gia kêu lên thảm thiết, đồ chó, ăn ta dùng ta, còn dám bắt ta bạc nuôi ngoại thất. Lão nương hôm nay không phế bỏ ngươi, lão nương theo họ ngươi, dứt lời, béo phụ hung hăng một chân đập mạnh hướng Hà Đào Hạ Bộ, a à, sau vừa rồi càng thê thảm hơn kêu thảm vang vọng lãnh thủy thôn, cho dù là không có trứng triệu sở sở, cũng có loại ẩn ẩn làm đau cảm giác hà đào che lấy hán, sinh sôi đau nhức ngất đi, béo phụ liền dư thừa ánh mắt đều không cho hà đào, mà là nhìn về phía triệu Mỹ Quyên, ngươi chính là nam nhân ta ở bên ngoài nuôi kỹ nữ. Không nghĩ tới vậy mà là cái tiểu thôn cô, ngược lại là dài một tấm hồ mị tử mặt, các ngươi họ triệu, thật đúng là không biết liêm sĩ, không có nam nhân làm liền sẽ chết sao, triệu sở sở nhíu mày, vị này thái thái, mắng chửi người quỳ mắng chửi người. Không muốn địa đồ pháo họ triệu cô nương, cũng không phải là tất cả họ triệu cô nương cũng không biết liêm sĩ, câu dẫn nam nhân của ngươi, ngươi là cái thá gì? Ta nói chuyện có phần ngươi chen miệng. Béo phụ trừng mắt trừng mắt triệu sở sở, từ gia, nơi này là lãnh thủy thôn, không phải từ gia. Tạ nương tự nói đúng, không muốn một gậy đổ nhào một thuyền người. Hồ lão thái thái nhàn nhạt mở miệng, béo phụ lúc này mới nhìn thấy hồ lão thái thái, lập tức thu liễm rất nhiều, xin lỗi, là ta nổi nóng, nói hô nói vượng xin đừng nên để ý béo phụ bộ dáng quá hung triệu mỹ quyên rung lẩy bẫy, vị cô nương này đã xấu mang thai hà nương tử vẫn là chú ý chút tốt cũng đừng náo ra một thi hai mệnh sự tình kia là tự nhiên hà đào đã cho ta thêm tỉ muội ta tự nhiên cũng không thể để cốt nhục của hắn lưu lạc bên ngoài như là đã có hài tử vậy liền trực tiếp nhập phủ đi ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng câu nói sau cùng kia béo phụ là cắn răng nói Nàng cho lão Mã thị bọn hắn ném 10 lượng bạc, về sau, Triệu Di nương cùng các ngươi liền không có quan hệ, nếu là dám tới cửa làm tiền, ta đánh trước đoạn chân chó của các ngươi. Béo phụ cảnh cáo lão Mã thị, người tới, đem thiếu gia cùng Di nương mang về nhà đi. Hồ lão thái thái, trong nhà còn có rất nhiều chuyện, liền không phụng bồi. Béo phụ cùng Hồ lão thái thái nói một tiếng, cưỡng ép mang đi Triệu Mỹ Quyên, nghênh ngang rời đi. Chu thị tan nát cõi lòng hô to Đứa nhỏ này chúng ta không muốn, đem nữ nhi của ta còn cho ta." Béo phụ cũng không quay đầu lại, kia mười lượng bạc là trần trụi nhục nhã. Hồ lão thái thái thấy thế, cũng làm cho người đem cái này toàn gia trói lại, muốn dẫn đi huyện nha. Hại nhi tử ta chuyện này, không có dễ dàng như vậy tính. Bính Ngọc gia, ngươi ngay tại cái này chiếu cố Bính Ngọc, còn lại sự tình nương đến xử lý." Hồ lão thái thái đối Chu thị nói, có tại nương tử tại, Bính Ngọc nhất định sẽ tốt. Vâng, nương, vậy ta đi." Hồ lão thái thái không để ý lão Mã thị bọn hắn khóc trời đập đất, trực tiếp đem người mang đi. Triệu thị tộc trưởng mặt đỏ lên, lại một câu cũng không dám nói. Chương 155, nói câu không dễ nghe, gọi là đáng đời. Triệu Mỹ Quyên làm ra loại sự tình này, vô luận là chống lại Hồ lão thái thái vẫn là từ thị, đều là đuối lý, mà lại Triệu thị mặt mũi mất hết. Hắn thân là tộc trưởng, quả thực không mặt mũi gặp người, xám xịt đi. Ngưu Đồng Sinh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn thở thật dài một cái, cũng quay người rời đi, loại sự tình này, hắn không nghĩ lẫn vào, triệu quý đường cùng hạ thị hai mặt nhìn nhau, từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy bất đắc dĩ, ngươi sẽ cho bọn hắn cầu tình sao? Hạ thị hỏi triệu quý đường, triệu quý đường trầm mặt hồi lâu, cuối cùng lắc đầu, ta sẽ làm một chút mặt ngoài công phu, cái khác thì thôi, trên mặt mũi không có trở ngại là được, làm gì như thế móc tim móc phổi bọn hắn lĩnh qua hắn được không đẹp lan kém chút bị bọn hắn bức tử ta làm sao còn có thể liền mệnh đều không cần đổi bọn hắn trở về nàng dâu ta nghĩ tới lớn không được đến lúc đó chúng ta rời đi lãnh thủy thôn đi một cái ai cũng không biết chỗ của chúng ta thanh thản ổn định sinh hoạt triệu quý đường liền về sau đều dự định tốt hắn biết rõ lại tiếp tục lưu tại lãnh thủy thôn bọn hắn cũng sẽ giống thuốc cao da chó như thế gián không thả hạ thị lông mày giảng ra chuyện này ta nghe ngươi Triệu sở sở nhìn xem hai người, hỏi, các ngươi tính toán đến đâu rồi đây, trời đất bao la, luôn có chúng ta toàn gia dung thân địa phương. Chẳng qua sở sở ngươi yên tâm, đến lúc đó nhất định sẽ nói cho ngươi. Triệu quý đường vội nói, ta sẽ không quên ước định của chúng ta, đậu hữu mua bán cũng có triệu sở sở kia một phần, ta biết, có điều. Bọn hắn về sau hẳn là không có gì cơ hội đánh các ngươi chủ ý, hồ lão thái thái điệu bộ này nói rõ chính là muốn truy cứu tới cùng. Lão Mã thị bọn hắn phách lối như vậy, kém chút hại chết Hồ Bính Ngọc, còn như thế cao điệu để Triệu Mỹ Quyên bệnh nón xanh cho hồ nhất minh mang, Hồ lão thái thái cũng không giống như là loại kia sẽ nuốt giận vào bụng người, Triệu bạn bọn hắn kết cục gì, rửa mắt mà đợi đi. Lãnh thủy thôn náo như thế đại nhất xuất diễn, liền thôn bên cạnh người đều biết, lắm mồm phụ nhân còn chạy tới nghe ngóng chi tiết. Tại cổ nhân trong mắt, đây đều là nhận không ra người chuyện xấu, trong thôn làm sao náo đều được, nhưng là không thể ngoại truyền triệu sở sở trở lại tạ gia, tạ hành ngay tại dưới mái hiên giáo tạ tuấn biết chữ đọc sách, nghe được tiếng bước chân, tạ hành ngẩng đầu nhìn qua, chị dâu, ngươi trở về nha. Tạ tuấn mặt mày công công, đẹp lan tỷ tỷ nhà phiền phức đã giải quyết sao, giải quyết. Triệu sở sở đi qua, tại tạ tuấn bên người ngồi xuống, mắt nhìn tạ tuấn ngay tại viết tự thiết, tạ tuấn chữ rất non nớt, có điều, đã có một chút điểm tạ hành chữ phong phạm, đương nhiên, còn kém xa lắm triệu sở sở lấy ra ba cây kẹo que phân hai cây cho tạ hành huynh đệ đọc sách một cái buổi sáng vất vả ăn đường tạ hành nhận lấy lột đi giấy đóng gói đưa tới tạ tuấn miệng tạ tuấn há mồm cắn con mắt vui vẻ hiếp lại triệu sở sở bồi tiếp tạ tuấn viết xong tấm kia tự thiếp tạ hành liền để tạ tuấn đi ra ngoài chơi đùa nghịch triệu sở sở lại cầm sáu cái lột đi giấy đóng gói kẹo que cho tạ tuấn phân cho ngươi tiểu đồng bọn ăn sớm đi trở về ăn cơm trưa tạ tuấn lòng tràn đầy yêu thích cầm kẹo que chạy, từ thị là ngươi tìm đến sao? Triệu sở sở nghiêng đầu nhìn về phía tạ hành, nàng mới không tin từ thị tới trùng hợp như vậy, tạ hành gật đầu, vâng, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, cái kia hà đào là ở rễ sao, không sai biệt lắm, dựa vào từ thị mới có hôm nay ngày tốt lành, đều là từ thị làm chủ, khi triệu Mỹ quyên thảm, ngươi đồng tình nàng, đồng tình nàng làm cái gì? tốt xấu triệu chi chi cùng ta còn có huyết thống bên trên quan hệ đâu, ta đều không đau lòng triệu chi chi, tại sao phải đối triệu Mỹ Quyên có như thế cảm xúc, nói câu không dễ nghe, triệu Mỹ Quyên đáng đời. Hồ Nhất Minh mặc dù chỉ có hài tử trí thông minh, nhưng thắng ở người ta gia cảnh cùng gia giáo đều tốt, triệu Mỹ Quyên ghét bỏ người ta, đại khái có thể đưa ra từ hôn, cần gì phải chơi những cái này nhiều kiểu làm cho người ta trò cười. Không nở hồ gia xính lễ lại không nguyện ý gả cho người ta, bao lớn mặt đâu, lại làm lại lập, giữa trưa muốn ăn cái gì. Tạ Hành nói sang chuyện khác, cũng không rất ưa thích trong nhà thảo luận Triệu thị gia tộc sự tình, ngươi làm cái gì ta ăn cái gì rồi. Triệu Sở Sở cười nói, ta đi nhóm lửa. Ừm, Tạ Hành đáy mắt tia sáng lóe lên một cái rồi biến mất, đáng tiếc đứng dậy đi hướng lò ở giữa Triệu Sở Sở cũng không có phát hiện, bọn hắn khoảng thời gian này đều là một cái phụ trách nhóm lửa, một cái phụ trách làm đồ ăn, người ở bên ngoài xem ra rõ ràng chính là một đôi ân ái vợ chồng. Tạ hành trừ không thích ăn bánh bao bánh bao, đối đồ ăn ngược lại là không chút bắt bẻ, đều là chiếu vào triệu sở sở yêu thích đi làm, đem triệu sở sở khẩu vị nuôi phải càng ngày càng kén ăn. Đến mức triệu sở sở cảm thấy khách lai like hương đồ ăn giống như đều không có ăn ngon như vậy. Ngày kế tiếp, huyện nha sáng sớm liền đến người, ngưu đồng sinh bí mắt nhảy dồn dập, coi là triệu bạn toàn gia sự tình liên lụy đến trong làng, nơm nớp lo sợ đi nghênh đón. Người tới là huyện thừa, lý trường cũng tại bên cạnh tiếp khách ngưu đồng sinh trong lòng lột bột xong làm lễ về sau lý trường cười cùng ngưu đồng sinh giải thích châu thôn trưởng huyện thừa đại nhân lần này tới là cho sở sở đưa triều đình khen thưởng khen thưởng triều đình thưởng phạt phân minh sở sở bình định ôn dịch có rảnh triều đình tất nhiên là sẽ không quên ngưu đồng sinh nhẹ nhàng thở ra trên mặt cũng mang vui mừng mau nhiều người đi trước thông báo tạ hành cùng triệu sở sở sau đó cung kính mời huyện thừa nhập thôn những thôn dân khác thấy thế, nơm nớp lo sợ hành lễ, huyện thừa khoát khoát tay, ra hiệu bọn hắn không cần đa lễ, triệu sở sở nghe nói huyện thừa đến, cùng tạ hành một đạo ra ngoài nên đón, mặc dù huyện thừa chỉ là huyện lệnh phụ tá, nhưng đối với hiện tại bọn hắn mà nói, vẫn như cũ là quan, tạ hành đem người nên đón tạ gia, huyện thừa một mặt kinh ngạc, a hành, con mắt của ngươi tốt rồi, hồi huyện thừa đại nhân, hiện tại đã có thế thấy rõ đồ vật, chẳng qua nương tử nói trong đêm còn cần tiếp tục bó thuốc, chưa hoàn toàn khỏi hẳn, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi, huyện thừa một mặt vui mừng, hắn thăm dò tính hỏi thăm, nhưng có tính toán gì, chuẩn bị xuống một khoa hạ tràng thử xem. Tạ hành cũng không gạt lấy huyện thừa, tốt tốt tốt, huyện thừa lần này rốt cục cười ha ha, phải biết lúc trước tạ hành đột nhiên con mắt mù mất, hắn cùng kiều huyện lệnh không biết nhiều tiếc núi. Coi là dạng này một cái thần đồng liền dừng bước tại tú tài không nghĩ tới liễu ám hoa minh một trận ôn dịch ngược lại để tạ hành con mắt bị chữa khỏi huyện thừa nhìn về phía tạ hành bên người triệu sở sở vị này chính là tạ gia nương tử đi đúng vậy tạ nương tử nguyên giang huyện nhờ có ngươi a huyện thừa đại nhân thách khí cũng là dân phụ vận khí tốt trùng hợp có phương tử điều này nói rõ ông trời là chiếu cố chúng ta nguyên gian huyện triệu sở sở để huyện thừa trong lòng rất bình tĩnh dù sao ôn dịch loại vật này phía trên một cái truy cứu xuống tới liền có thể nói là bọn hắn làm người người oán trách sự tình, ông trời hàng phạt, cho dù ai đều không vui lòng đeo lên như thế một cái tội danh, triều đình khen thưởng, cần tần tần báo cáo, cho nên đến bây giờ mới xuống tới. Huyện thừa cùng triệu sở sở giải thích, ngươi lập hạ công lao, triều đình sẽ không quên, chương 156, không nên ép ta có được hay không. Triều đình thưởng cho triệu sở sở 200 lượng bạc, năm thớt phải cùng năm thạch gạo, một thạch 100 cân. Mặt khác, còn có một cái thần y xưng hào triệu sở sở thần y xưng hào không có tác dụng gì nếu là đổi thành bạc ngược lại là rất không tệ huyện thừa đưa tới triều đình khen thưởng tạ hành lại lưu huyện thừa tại tạ gia dùng cơm trưa triệu sở sở chỉ có thể lại mời trần lão thái mẹ chồng nàng dâu đến giúp đỡ không có cách nàng thật không am hiểu nấu cơm tại triệu sở sở chỉ điểm trần lão thái mẹ chồng nàng dâu làm mấy cái đậu hủ làm chủ yếu nguyên liệu nấu ăn đồ ăn huyện thừa ăn vào đậu hủ hai mắt tỏa sáng, đây không phải khách lai hương gần đây rất được hoan nghênh đậu hũ sao. Nguyên lai thật đúng là xuất từ thôn các ngươi, đúng vậy, còn hợp đại nhân khẩu vị. Tạ hành hỏi, huyện thừa nói, loại này thức ăn chay, ngược lại là so thịt cá khiến cho người có khẩu vị. Không tệ, không tệ, triệu sở sở hiểu ý, các huyện thừa bọn hắn rời đi thời điểm, nàng đem chuẩn bị tốt đậu hũ đưa cho huyện thừa cùng huyện nha những người khác, ai cũng không rơi xuống, đương nhiên, phân lượng khẳng định là không giống huyện thừa cũng không có từ chối nhận lấy đậu hủ đi huyện thừa hôm nay tới trừ cho triệu sở sở đưa triều đình khen thưởng còn có chính là đến xem xét hồ bính ngọc thương thế hồ gia đem triệu bạn bọn hắn bẩm báo huyện nha hồ bính ngọc lại không thể di động kiều huyện lệnh liền để huyện thừa thuận tiện nhìn xem cũng cầm hồ bính ngọc lời chứng lão mã thị bọn hắn muốn về lãnh thủy thôn vậy coi như quá khó hồ bính ngọc là có cử nhân công danh trong người Mưu hại cử nhân, tội danh cũng không nhỏ, nghe huyện thừa ý tứ, lão mã thị toàn gia rất có thể muốn bị đưa đi quặng mỏ phục mấy năm lao dịch mới có thể trở về, trong thời gian ngắn, là sẽ không lại xuất hiện tại lãnh thủy thôn buồn nôn triệu quý đường bọn hắn. Triệu quý đường cũng làm bộ làm tịch cầu tình, hồ gia phối hợp một chút, quả quyết cự tuyệt, huyện thừa xem thấu không vạch trần, mang theo lời chứng cùng đậu hủ về thành bên trong, ngư tử minh cùng triệu bạn kết quả của bọn hắn để triệu thị tộc nhân thật nhìn thấy triệu sở sở bọn hắn liền xa xa trốn tránh, sợ kế tiếp bị lưu vong hoặc là phục lao dịch đến phiên chính mình. Dương thị lại một lần nữa lau mồ hôi lạnh, may mắn mình khoảng thời gian này thu liễm, không tiếp tục chạy tới cách ứng triệu sở sở, nàng cũng coi là biết, phàm là cùng triệu sở sở dính líu quan hệ sự tình, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Về phần triều đình cho triệu sở sở khen thưởng, nàng là nghĩ cũng không dám nghĩ, chớ nói chi là chạy tới đoạt. Dương thị không chơi mệnh dài, thậm chí còn liên tục căn dặn người trong nhà, cách triệu sở sở xa một chút, Khang Tú biển còn tại triệu sở sở ở, bởi vì lấy hai ngày này triệu sở sở có đủ loại sự tình, nàng cũng không có có ý tốt đến phiền triệu sở sở, mà là một mực nhốt tại triệu sở sở cho các nàng mẫu nữ an bài gian phòng không ra, triệu sở sở cho hạ thị nhìn qua, hạ thị tình huống đã tốt hơn nhiều, mẫu thân ngươi hiện tại cái dạng này, về quản thánh phủ đã không có vấn đề gì. Triệu sở sở đem viết xong phương tử đưa cho Khang Tú Uyển, trở về chiếu vào cái này phương tử ăn được 10 ngày nửa tháng liền không sai biệt lắm. Sở sở biểu muội nếu không ngươi theo chúng ta trở về một chuyến quảng khánh phủ A. Khang Tú Uyển mời triệu sở sở, chí ít nhìn một chút ngoại tổ mẫu bọn hắn, triệu sở sở cự tuyệt, trước kia ta trôi qua rất khổ bọn hắn chưa từng xuất hiện, bây giờ đều vượt đi qua, liền không có gặp mặt ý nghĩa, ta sở dĩ cứu ngươi mẫu thân, chẳng qua là tại tận một cái đại phu chức trách mà thôi mà không phải cái gì quan hệ thân thích nguyên chủ trôi qua thảm như vậy thời điểm những cái kia thân thích đến nơi đâu rồi hiện tại nàng thay thế nguyên chủ trở thành thần y liền phải cùng bọn hắn nhận nhau nào có chuyện tốt như vậy nàng cũng không thể thay thế nguyên chủ tha thứ bọn hắn càng sẽ không thay thế nguyên chủ cùng bọn hắn nhận nhau hưởng thụ bọn hắn mang tới phú quý khang tú biển mặt đỏ tới mang tai hạ thì thở dài sở sở ngươi vẫn là oán chúng ta sao, oán. Chưa nói tới đi, dù sao từ xuất sinh bắt đầu, cũng không biết sự hiện hữu của các ngươi, oán hận lại từ đâu mà đến. Triệu sở sở phản ứng, lần này, Hạ Thị cũng không biết nên như thế nào trả lời triệu sở sở, dù sao những lời kia, không có cái gì mau bệnh, Hạ Thị tìm người nghe qua, biết triệu sở sở những năm này đều qua ngày gì, Hạ Thành Lan sau khi chết, triệu sở sở chính là triệu gia hạ nhân, chuyện gì đều rơi vào trên đầu nàng, ăn không đủ no mặt không đủ ấm thậm chí còn bị buộc cả cho một cái mù lòa May mắn cái này mù lòa đợi nàng ôn hòa, còn dạy nàng học chữ, để nàng học y thuật. Nếu không chỉ sợ là triều sở sở sớm đã bị bất tử. Sở Sở là chúng ta có lỗi với ngươi, các ngươi không hề có lỗi với ta, các ngươi thật xin lỗi chính là mẹ ta. Ta rất muốn biết, vì cái gì mẹ ta tại cái kia ma ma trong miệng là cùng người bỏ trốn. Mặc dù Dương Thị đối mẹ ta không tốt nhưng ta nhưng lại chưa bao giờ nghe qua nàng mắng ta nương là lấy lại triệu sở sở nhìn xem hạ thị hạ thị ánh mắt có chút trốn tránh không dám cùng triệu sở sở nhìn thẳng nàng nói chuyện này ta kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng năm đó mẹ ngươi mất tích còn để lại thư nói là muốn cùng âu yếm nam tử cùng một chỗ cho nên các ngươi những năm này liền cho tới bây giờ không có đi tìm nàng sao triệu sở sở đánh gãy nàng ta thế nhưng là mẹ ta không hề giống sống an nhàn sung sướng đại tiểu thư. Hạ thị nghe được câu này, sắc mặt biến hóa, mặc dù rất nhanh khôi phục như thường, nhưng vẫn là bị triệu sở sở bắt được, cho nên, nguyên chủ mẫu thân đến lãnh thủy thôn là có ẩn tình lạc, ta cứu ngươi một mạng, nếu như ngươi nghĩ đáp tạ ta cái gì, liền đem chuyện này chân tướng nói cho ta, ta cũng không muốn ngày nào gặp gỡ người của hạ gia, lại bị người chỉ vào mũi mắng ta nương không muốn mặt, chí ít, Ta thân là nữ nhi của nàng có cái này hiểu rõ tình hình quyền, Sở Sở, chuyện này ta thật không biết, ngươi không nên ép ta có được hay không?" Hạ thị cầu khẩn, Triệu Sở Sở nhíu mày, đến cùng là nguyên nhân gì để Hạ thị không dám ra bên ngoài nói. Khang Tú Uyển vội vàng nói, "Sở Sở biểu muội, ta thường xuyên về ngoại tổ nhà, rất ít nghe được bọn hắn nói lên gì sự tình. Được rồi, các ngươi đi thôi." Triệu Sở Sở không có lại tiếp tục truy vấn, những việc này nàng sớm muộn cũng sẽ biết đến chẳng qua ở trước đó nàng trước tiên cần phải tích lũy tư bản có thể cùng hạ thị khiêu chiến tư bản trực giác nói cho triệu sở sở nguyên chủ mẹ ruột đến lãnh thủy thôn nhất định còn có cái gì bí mật nếu là nàng thật xé mở bí mật này có thể sẽ mang đến không ít phiền phức hạ thị nguyên bản cũng muốn khuyên triệu sở sở về quản khánh phủ một chuyến bây giờ bị triệu sở sở ép hỏi hạ thành lan sự tình ngược lại không còn dám tiếp tục tại lãnh thủy thôn lưu lại chờ bọn hắn rời đi, triệu sở sở hừ lạnh một tiếng, hạ thị không phải không biết, là không muốn nói, nói không chừng cùng hạ thị còn có quan hệ đâu, tạ hành từ gian phòng ra tới, thấy triệu sở sở thối lấy một gương mặt, liền hỏi, làm sao rồi? Giống như rất không cao hứng dáng vẻ, Đại lang ngươi biết nàng là thế nào đến lãnh thủy thôn sao? Triệu sở sở không có dấu giếm tạ hành, ta chính là cảm thấy những người này quá phận dối trá, tạ hành nói, bị lừa bán, chẳng qua nàng trốn thoát, gặp gỡ cha ngươi, bị cha ngươi cứu. Lúc ấy hẳn là đã mất đi ký ức, về phần đằng sau có hay không khôi phục, không thể nào khảo chứng, chương 157, về sau ta mù, triệu sở sở nhíu mày, không đúng, ngươi nói nàng mất trí nhớ, làm sao biết mình gọi hạ thành lan, tạ hành, tự như là cha ngươi cứu nàng thời điểm, nghe được những người kia như thế gọi nàng, triệu sở sở thở dài, cho dù là khôi phục, đại khái cũng không muốn hồi tưởng đi, Nguyên chủ có phụ thân là thật đối nàng tốt, có hài tử, tự nhiên cũng có tình cảm. Nếu không phải nguyên chủ phụ thân, còn không biết chờ đợi nàng chính là cái gì vận mệnh. Mặc dù không biết Hạ gia thế nào, chẳng qua giác quan thứ sáu nói cho ta, Hạ gia không phải địa phương tốt gì. Triệu sở sở nhìn về phía Tạ Hành, ngươi có hay không liên quan tới Hạ gia tin tức nói cho ta? Ngươi muốn nghe? Đương nhiên, bây giờ ta cùng Hạ gia cũng có thiên ti vạn lũ quan hệ, cho dù là ta trốn tránh bọn hắn hạ gia cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua ta dù sao ngươi nói hạ gia ngay tại đi xuống dốc thần có cái thần y ngoại tôn nữ mang tới chỗ tốt là to lớn dù sao người đều sợ chết nhất là kẻ có tiền hạ gia hiện tại tạm thời không rảnh đến tìm ngươi hạ thị các nàng sau khi trở về cũng sẽ không dễ dàng nói ra tung tích của ngươi vì sao đại khái là hạ thị đối hạ gia cũng có nói không nên lời oán hận đi điều này cùng ta biết hạ gia bí mật có liên quan gì sở sở trong lòng người một khi có việc liền sẽ đi trù tính tại lãnh thủy thôn vui vẻ lên chút không tốt ta làm sao nghe ngươi ý tứ này hạ gia sớm muộn muốn xong dáng vẻ không kém bao nhiêu đâu tóm lại ngươi kiên nhẫn chờ lấy bọn hắn sớm muộn sẽ tìm được ngươi đem chân tướng nói cho ngươi vậy ngươi biết sao ta không biết tạ hành lắc đầu đi xuống dốc hạ gia còn không đáng phải hắn tiêu tốn khí lực ở phía trên nhưng hạ gia dơ bẩn tạ hành cũng không nghĩ để triệu sở sở biết nàng mặc dù nhìn qua thủ đoạn độc ác nhưng trong lòng còn tồn lấy thiện lương chỉ sợ là biết về sau sẽ cùng làm việc xấu liền để hạ gia tiếp tục hỗn loạn đi xuống đi dù sao cùng hiện tại triệu sở sở cũng không có cái gì quan hệ triệu sở sở nghi ngờ nhìn xem tạ hành luôn cảm thấy tạ hành có chuyện gì giấu giếm nàng nhưng nàng không có chứng cứ chỉ là tạ hành không muốn nói sự tình nàng cũng bức bách không được tạ hành dứt khoát tin tạ hành một lần chờ lấy nhìn hạ gia trò hay dù sao lãnh thủy thôn còn có rất nhiều chuyện chờ lấy nàng đi làm đâu, ném ương mà sống được về sau, thôn dân đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là khi bọn hắn nhìn thấy những cái kia mạ phát rất nhanh, so với bọn hắn tân tân khổ khổ cắm ương còn muốn khỏe mạnh, cũng nhịn không được mỗi ngày nhìn chầm chầm triệu sở sở kia vài mẫu ruộng, triệu sở sở không đếm xỉa tới biết cái này chút, liền lúc trước bổ sung cũng là ngưu đồng sinh hỗ trợ, đảo mắt đến tháng tư phần. Triệu sở sở dục tại phòng phía sau khoai lang miêu cũng có thế trồng, khoai lang là trồng, nàng đồng dạng là mời người đem những cái kia khoai lang miêu trồng ở Ngưu đổ Sơn. Ngưu đổ Sơn đã bị khai hoang phải bảy tám phần, cuối cùng còn thừa lại một chút xíu không có mở tốt. Trần Lão Thái thấy triệu sở sở khoai lang miêu còn có nhiều, liền hỏi triệu sở sở có thể hay không cũng cho nàng loại hai lũng thử xem, cầm đi, dù sao đất của ta cũng đã loại tốt. Triệu sở sở thoải mái đưa, những người khác thấy khoai lang miêu còn có bao nhiêu, cũng liền vội vàng đi theo hỏi triệu sở sở muốn, chẳng qua các nàng đều loại phải không nhiều, cũng liền loại một lũng thử xem. Làm xong những cái này, triệu sở sở liền lấy ra nàng cao lương hạt giống cho ngưu đồng sinh, để ngưu đồng sinh phân cho trong thôn nguyện ý loại thôn dân. Nhưng là, cái này nguyện ý loại, vẫn như cũ là trừ triệu thị cùng đã từng đối nàng kêu đánh kêu giết qua người. Mặc kệ bọn hắn làm sao cúi đầu lấy lòng, triệu sở sở đều không hề bị lay động, tha thứ muốn giết nàng người, vậy nhưng thật sự là so với lên trời còn khó hơn nàng không có phản sát bọn hắn, coi như nàng thiện lương. Triệu sở sở thấy tạ hành giống như đều không thế nào chuyên tâm ôn tập đọc sách, liền đem như thế nào trồng cây nông nghiệp sách một mạch cho tạ hành, để tạ hành đi suy nghĩ, đi giáo lãnh thủy thôn người. Tạ hành cũng không có cự tuyệt, tương phản, hắn rất tình nguyện học những cái này kỹ thuật, bởi vì sớm muộn có thể dùng tới. Thế là, tạ hành cái này tú tài đi sớm về tối theo sát ngưu đồng sinh bọn hắn loại dưới đất ruộng, cả người đều bị phơi đen một cái sắc hào. Nhưng nhìn như vậy đi lên hắn khỏe mạnh hơn, cũng càng thêm tuấn lãng, Triệu Sở Sở còn phát hiện, trong thôn có chút tiểu cô nương con mắt đều dán tạ hành không thả, thậm chí đánh bạo cho tạ hành tặng đồ. Tạ hành ca ca, nghe nói Sở Sở không biết làm cơm, đây là ta dán bánh, ngươi cầm đi nếm thử. Tiểu cô nương đỏ mặt, tại chỗ không người ngăn lại tạ hành, đưa lên rổ, ngươi nếu là thích, ta ngày mai cho ngươi thêm làm. Vừa vặn ngay tại cách đó không xa tìm một chút phổ biến thảo dược Triệu Sở Sở đừng làm nàng cái này nguyên phối không tồn tại được không, còn trong trà trà khí nội hàm nàng không hiền lành, tạ hành lui lại một bước, mặt không biểu tình cự tuyệt tiểu cô nương, không cần, tạ ơn, sở sở trù nghệ rất tốt, nàng làm đồ vật rất hợp ta khẩu vị. Mặt khác, ta đã thành thân, nam nữ thụ thụ bất thân, tiểu cô nương nghe vậy, mặt đỏ lên, lã chả trực khóc, tạ hành ca ca, ta chỉ có tạ tuấn một cái đệ đệ. Tạ hành không hề bị lay động, không cần loạn hô ca ca sở sở sẽ tức giận triệu sở sở kém chút cười sắc thép thẳng nam cự tuyệt lên tiểu lục trà làm sao như thế thoải mái đâu sở sở vì cái gì bá đạo như vậy nếu như là ta ta chắc chắn sẽ không dạng này cho nên ta cưới người không phải ngươi ta thích nhà ta nương tử bá đạo ngươi tìm nguyện ý khắp nơi cho cô nương làm ca ca người nếm tay nghề của ngươi đi tạ hành ca ca ngươi trước kia không phải như vậy từng cho nên về sau ta mù tạ hành còn nghiêm túc gật gật đầu tiểu cô nương bị tạ hành tức giận đến một câu đều nói không nên lời ngươi 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 nửa ngày cũng ngươi không ra đoạn dưới triệu sở sở căn bản không thích ngươi nàng được triều đình khen thưởng lại làm cho ngươi hạ điền làm việc không để ngươi đọc sách a à, đó là bởi vì nàng dùng đường thu mua ta tạ hành khoe khoang giống như lấy ra hai hạt đóng gói tinh xảo chocolate tiểu cô nương hô hấp dồn dập đều có một hơi không kịp thở cảm giác Triệu sở sở nén cười kìm nén đến rất thống khổ, nhìn không ra đại lão còn có ngây thơ như vậy một mặt, thật là sống lại trở về sao, tạ hành, ngươi không cần cố ý chọc giận ta, ta biết là bởi vì lúc trước ta không nguyện ý gả cho ngươi, chỉ cần ngươi bây giờ tu triệu sở sở, ta có thể làm thành chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, sau đó gả cho ngươi, tạ hành, hắn lại lui lại mấy bước, nếu mày nhìn xem vị tiểu cô nương này, cưới vợ cưới hiền, sở sở rất tốt. Có điều, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ lấy một cái bí mật khi dễ tuấn tuấn người ta không tìm ngươi tính sổ sách không phải thương tiếc ngươi mà là đều nhớ kỹ tạ hành ánh mắt lạnh dần phóng xuất ra thượng vị giả khí thế tiểu cô nương không khỏi run rẩy một chút bản năng lui lại rất không chỗ ở phát trung phát trung ta không phải mỗi một lần đều tốt như vậy tính tình tạ hành đọc nhấn rõ từng chữ như băng nếu như ngươi chạy đến sở sở trước mặt nói hưu nói vượng ngươi nhất định sẽ hối hận không kịp ghi nhớ sao Hắn đáy mắt sát ý, căn bản không phải một cái tiểu cô nương có thế tiếp nhận, nhớ, ghi nhớ. Nàng bị tạ hành dọa đến nói chuyện đều không lưu loát, ghi nhớ liền tốt, không có lần sau, tạ hành nói xong, nên ngang rời đi. Hôm nay vạn càng, cầu phiếu phiếu nha, chương 158, vậy ta rất thua thiệt, tạ hành vừa đi xa, nàng liền cắn môi gắt gao nhìn chầm chầm tạ hành bóng lưng, mặt mũi tràn đầy bị nhục nhã phẫn nộ, tạ hành không có mù trước đó lãnh thủy thôn nữ tử vô luận trẻ tuổi vẫn là già trẻ, đều rất thích tạ hành, không phải muốn để tạ hành trở thành con rể của mình chính là muốn gả cho tạ hành. Về sau, tạ hành mù, các nàng tránh không kịp, thậm chí không cho phép trong nhà cô nương tới gần tạ hành, sợ bị tạ hành ỉ lại vào, phải ngã dáng một đứa con gái đi lên. Tiểu cô nương này là trong nhà đời này duy nhất cô nương, mười phần được sủng ái, lúc trước cũng là cuốn tạ hành cuốn lấy lợi hại nhất, tránh cũng là lẫn mất nhanh nhất cuối cùng thậm chí còn nói lời ác độc nói tạ hành cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga để tạ hành lăn xa một điểm nàng gọi trâu phượng nhi là ngư tử minh bà con xa đường muội trước kia cũng không ít nhầm vào nguyên chủ chẳng qua ngược lại là không có ở triệu sở sở trước mặt nhảy nhót qua đoán chừng là sợ hãi triệu sở sở thủ đoạn độc ác chỉ có thể ngầm đâm đâm chạy đến tạ hành trước mặt gây sự triệu sở sở nhìn xem trâu phượng nhi oán giận bộ dáng chật chật cảm thán một tiếng nam nhân dáng dấp đẹp mắt thật là họa thủy, trâu phượng nhi dậm chân một cái, nổi giận đùng đùng dẫn theo rổ về nhà, triệu sở sở lúc này mới ra tới, dẫn theo tươi mới thảo dược đi bờ sông rửa sạch sẽ, lúc này mới chậm rãi về tạ gia, tạ hành ngay tại lò ở giữa nấu cơm, triệu sở sở đem thảo dược bày phơi tốt, quay người tiến phòng bếp, không nghĩ tới ngươi diễm phúc không cạn a. À. Triệu sở sở tại trước bếp lò ngồi xuống, cười tủm tỉm nhìn xem tạ hành, con mắt một tốt, số đào hoa lại chạy đến ngươi đều nhìn thấy rồi tạ hành ngẩng đầu nhìn triệu sở sở liếc mắt không nên hiểu lầm ta cũng không phải chuyên môn theo dõi nhìn thấy lại vừa vặn tại lân cận mà thôi đại lang nếu không ta thoái vị không cần để ý tới các nàng ngươi liền an tâm chiếm cái thân phận này ta cũng thật là ít vì những sự tình này phân tâm tạ hành bình tĩnh nói hay là nói ngươi muốn rời đi nơi này rồi thế nhưng là tuấn tuấn thân thể còn không có khôi phục ngươi đã đáp ứng ta, nói đến phần sau, tạ hành mặt lộ vẻ lo lắng, Đại lang ta liền chỉ đùa một chút, ngươi đừng nghiêm túc như vậy, dù sao Tuấn Tuấn là ta tâm bệnh, tạ hành cúi đầu xuống, khẽ thở dài một cái, triệu sở sở thấy thế, không khỏi có chút chột dạ, yên tâm đi, coi như rời đi, cũng là muốn chữa khỏi Tuấn Tuấn lại tính toán sau. Ta chỉ là lo lắng ta một mực chiếm ngươi nương tử thân phận, sẽ chậm trễ ngươi duyên phận, ta duyên phận không tại lãnh thủy thôn, ngươi chậm trễ không được, mà lại ngươi tại cũng có thể để cho rất nhiều người tắt tâm tư, ngươi đây là lấy ta làm tấm mục, tại lãnh thủy thôn khoảng thời gian này, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều có thể học, làm báo đáp ngươi nho nhỏ tâm ý, vậy ta rất thua thiệt, ngày sau ta trúng cử, cũng sẽ ghi nhớ ngươi phần ân tình này, triệu sở sở gật gật đầu, kia còn tạm được, ta không làm làm ăn lỗ vốn, tạ hành cười cười, ta sẽ không để cho ngươi lỗ vốn triệu sở sở cúi đầu đêm đã đốt ra lò miệng củi đẩy tới lòng bếp, cho nên nàng cũng không có trông thấy tạ hành đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất tia sáng. Tại tạ hành dưới sự hỗ trợ, ngưu đồng sinh bọn hắn rốt cục đem cao lương trồng lên, mà triệu quý đường đậu hủ sinh ý càng ngày càng tốt, không ít trụ lâu đều tìm tới cửa, muốn mua đậu hủ phương tử. Đại khái là triệu sở sở cho triệu quý đường lực lượng, hắn toàn bộ đều cự tuyệt, nhưng triệu quý đường dù sao cũng là lần thứ nhất buôn bán, không phải như vậy biết nói chuyện, cự tuyệt những người kia đồng thời, cũng đắc tội bọn hắn. Mấy ngày về sau, ngư nhạc đưa đậu hũ đi huyện thành thời điểm, liền bị người cản đường đi, đem trên xe bò đậu hũ toàn bộ ngã trên mặt đất, còn đem ngư nhạc hung hăng đánh cho một trận, buông lời nói nếu là không giao phí qua đường, gặp một lần đánh một lần, ngư nhạc mặt mũi bầm dập trở lại lãnh thủy thôn, triệu quý đường dọa đến hồn bất phụ thể. Mau nhường triệu Mỹ Lan đem triệu sở sở đi tìm tới những người kia không dám hạ tử thủ, ngư nhạc nhìn qua rất đáng sợ, nhưng cơ bản đều là bị thương ngoài da, xương cốt không có gì đáng ngại, dùng chút thuốc cao qua mấy ngày liền tiêu sưng, sở sở, vậy phải làm sao bây giờ? Hôm nay đậu hũ không có cách nào đưa đến huyện thành, lâm trưởng quỷ bên kia như thế nào bàn giao? Triệu quý đường gấp đến độ xoay quanh, Ngưu nhị thúc, đẹp lan, hai người các ngươi đi với ta một chuyến huyện thành đi. Triệu sở sở trấn an bọn hắn, đã bọn hắn muốn chết vậy liền để bọn hắn chết cái thật tốt nghe triệu sở sở nói như vậy triệu quý đường trong lòng đã nắm chắc không có như vậy hoảng khổng thị chạy tới nhìn thấy ngưu nhạc bị người đánh thành dạng này đau lòng phải lại khóc lại mắng những cái này đáng giết ngàn đau đồ chó nhi tử ta thật tốt làm sao liền trêu chọc bọn hắn đáng đời thiên lôi đánh xuống đồ chơi chết không yên lành bà bà chuyện này ta sẽ cho ngưu nhị thúc lấy lại công đạo ngươi chớ có sốt ruột này sẽ ta muốn cùng ngư nhị thúc đi trước một chuyến trong thành, có cái gì để nói sao? Triệu sở sở đành phải an ủi khổng thị, khổng thị gạt lệ, sở sở, ngươi nhất định không thể bỏ qua những cái kia đáng đâm ngàn đao, ừm, yên tâm đi, không ai có thể tại đoạn ta tài lộ về sau, còn có thế bình yên vô sự. Triệu sở sở cam đoan, khổng thị đương nhiên vẫn là không yên lòng, lại để cho ngư an giúp đỡ đánh xe cùng một chỗ vào thành triệu quý đường cùng hạ thị đem còn lại đậu hũ đều lắp đặt đi, thuận tiện đưa đến trong thành, chí ít cho lâm trưởng quỷ một câu trả lời, xe bò tốc độ quá chậm, triệu sở sở rất muốn đem không gian bên trong xe việc giả lấy ra, nhưng là cái này đại gia hỏa quá kinh thế hải tục, cũng không biết sẽ khiến phiền toái gì, quay đầu mua một chiếc xe ngựa tốt, chí ít chạy so xe bò nhanh, triệu sở sở nghĩ như vậy. Bất tri bất giác đã đến ngưu nhạc bị người ngăn lại địa phương nơi này là vĩnh phú trấn đi huyện thành trên đường trải qua cái thứ nhất thị trấn mà đánh ngưu nhạc những người kia thế mà không đi còn tại loại kia nhìn thấy ngưu nhạc bọn hắn nhảy ra ngoài nha a à, ca môn lá gan không tệ a à, lại còn dám đến làm sao là chuẩn bị tốt phí bảo hộ sao có điều hai cái nũng nịu tiểu cô nương có thể gánh vác không là cái gì dùng đương nhiên nếu là hiếu kính huynh để chúng ta vậy chúng ta coi như không khách khí. Ngưu nhạc tức đến xanh mét cả mặt mày, triệu sở sở xuống xe ngựa, nàng nhìn xem kia bảy cái dáng vẻ lưu manh du côn, các ngươi muốn thu phí bảo hộ. Thu bao nhiêu? Số này có đủ hay không? Nói, triệu sở sở duỗi ra một cái bàn tay, tên du côn thấy thế, trong mắt vui mừng, tiểu nương tử ngược lại là biết làm người, có điều, cái này cũng không đủ, ít nhất phải cái này, hắn duỗi ra hai cái bàn tay, triệu sở sở gật gật đầu, ừm, kia dễ nói, các ngươi đến đây đi, ta cho các ngươi, cầm đầu tên du côn cười lớn đi qua, chờ lấy được bạc, nhiều như vậy nơi nào đủ đâu, nghe nói lãnh thủy thôn cái này đậu hũ mua bán phi thường kiếm tiền, nếu có thể đem phương tử cầm tới, vậy coi như phát tài, hắn làm lấy xuân thu đại mộng, đi vào triệu sở sở trước mặt, tiểu nương tử, lấy ra đi, triệu sở sở ra tay như điện, hai cái bạc tai tác đến cái kia tên du côn mắt nổi đong đóm, tại chỗ xoay quanh, miệng bên trong một trận ngai ngái. Hắn chóng mặt sau khi đứng vững, che lấy nóng bỏng mặt, khó có thể tin mà nhìn xem triệu sở sở, đàn bà thúi, người dám đánh lão tử, triệu sở sở một đấm đi qua, miễn phí đưa tặng mắt quần thâm, đây là ta mặt khác thêm phí bảo hộ, thế nào, còn không hài lòng, chương 159, công nhiên thay nàng chỗ dựa, các huynh đệ, cho ta bắt lấy cái này đàn bà thúi, hôm nay liền phải nàng muốn sống không được muốn chết không xong. Mẹ nó, dám đánh lão tử kia tên du côn hung tận nói, cứ như vậy một đám người ô hợp, nơi nào là triệu sở sở đối thủ, tại triệu Mỹ Lan ba người nơm nớp lo sợ phía dưới, bọn này tên du côn bị đánh cho từng cái nằm rạp trên mặt đất bò đều không đứng dậy được, triệu sở sở một chân dẫm lên người cầm đầu kia xương bả vai, thoáng dùng sức, đối phương liền đau đến ngao ngao kêu thảm, nói đi, là ai để các ngươi đến thu phí bảo hộ. Không có nói, vậy ta liền đem ngón tay của ngươi từng cây chặt đi xuống, nhìn ngươi có thế chống đến cây thứ mấy, yên tâm a, à, ta là đại phu, sẽ không để cho ngươi chảy hết máu mà chết, tên du cô nghe nói như thế, hồn phi phách tán, ta nói, ta nói, hắn triệt để, khai ra chủ sử sau màn là to lớn trà lâu trưởng quỷ, triệu sở sở cẩn thận nghĩ nghĩ, cái này to lớn trà lâu trưởng quỷ tựa như là năm ngày trước đến tìm triệu quý đường, thủ đoạn này. Triệu sở sở đều không nghĩ nhã rảnh, khó trách sinh ý không ra sao. Chưởng quỷ đầu óc nhìn qua không dễ dùng lắm, hiện tại cùng chúng ta đi huyện Nha, tại huyện lệnh trước mặt đại nhân ăn ngay nói thật, không phải, ta đánh gãy ngươi chân chó, vân vân vân, triệu sở sở quá hung hãn bọn hắn bị đánh cho căn bản không sinh ra cái gì lòng phản kháng, chỉ hận không thể chấp cánh bay đến huyện Nha, miễn cho lại bị đánh, triệu sở sở đem trên xe bò dây thường lấy ra, trói bánh chân đồng dạng đem bọn hắn trói thành một chuỗi, mang tại xe bò sau, dọc theo con đường này. Phàm là trải qua nơi có người, đều thu hoạch toàn bộ nhìn chăm chú, Triệu Sở Sở thần sắc tự nhiên, hoàn toàn mặc kệ người qua đường nghĩ như thế nào. Đến huyện thành, Triệu Sở Sở trước đem đậu hũ đưa đến khách Lai Hương, đem Ngưu Nhạc bị đánh chuyện này báo cho Lâm trưởng quỷ. Lâm trưởng quỷ mặt đều đen, to lớn tên tiểu nhân kia, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, thật buồn nôn. Hôm nay chỉ có những cái này đậu hũ, nguyên bản muốn đưa đến Tửu lâu đậu hũ đã toàn bộ bị những người kia cho làm bẩn người không có sao chứ ngưu an ngưu nhạc cho khách lai hương đưa đậu hủ lâm trưởng quỷ cùng bọn hắn cũng đã rất quen một mặt lo lắng nhìn xem ngưu nhạc ngưu nhạc lắc đầu lâm trưởng quỷ yên tâm ta da dày thịt béo không có làm bị thương gân cốt người không có việc gì liền tốt đậu hủ không có người trọng yếu chúng ta còn phải đi một chuyến huyện nha mới được hôm nay những cái này đậu hủ cũng không cần tính tiền xem như chúng ta không có đúng hạn giao phó bồi thường cho các ngươi như vậy sao được ra loại sự tình này, cũng không phải các ngươi hy vọng mua bán giảng cứu thành tính, bất kể như thế nào, là chúng ta chậm trễ khách Lai like Hương sinh ý, Lâm trưởng quỷ cũng không cần lại nói cái khác, đậu hủ thứ này, sớm muộn cũng sẽ bị người suy nghĩ ra được, mà Triệu Sở Sở hiện tại muốn làm, chính là muốn đánh ra bọn hắn đậu hủ danh hiệu, lão bản giảng thành tính, tương lai cho dù có cái khác người thông minh làm ra đậu hủ, vậy những này khách quen đầu tiên suy xét vẫn là cùng bọn hắn hợp tác chưởng quỷ trước mau lên, chúng ta đi. Triệu sở sở cũng không đợi lâm trưởng quỷ nói cái gì, mang theo ngưu nhạc cùng kia một chuỗi bánh chân đi huyện nha. Khi xuất phát, triệu sở sở liền cùng ngưu nhạc nói nên làm như thế nào, này sẽ quỳ gối trên công đường. Ngưu nhạc mặc dù hai chân như nhũng ra, nhưng ít ra hoàn chỉnh đem chuyện đã xảy ra nói ra. Kiều huyện lệnh nghe xong có người công nhiên cản đường dọa dẫm, hắc, nguyên bản rất mặt nghiêm túc liền càng thêm dọa người, kinh đường một vỗ những cái kia du côn lá gan đều kém chút phá, bọn hắn nơi nào thấy qua dạng này tư thế. Đều không cần kiều huyện lệnh làm sao thẩm vấn, liền đem hết thảy đều bàn giao ra tới, kiều huyện lệnh sai người đem to lớn trưởng quỷ mang tới, to lớn trưởng quỷ ngay từ đầu còn không sợ hãi, nhưng nhìn đến triệu sở sở về sau, trên mặt huyết sắc lập tức cởi phải sạch sẽ, bởi vì lấy triệu sở sở bình định nguyên giang huyện ôn dịch, lại cứu nguyên tuệ, vẫn là tạ hành nương tử, Kiều huyện lệnh có tâm vì Triệu Sở Sở chỗ dựa, đem chiến trận huyên náo rất lớn, đánh to lớn trưởng quỹ 30 đại bản, còn lệnh cưỡng chế to lớn trưởng quỹ bồi thường Ngưu Nhạc 20 lượng bạc y dược tiền, nhưng cái này vẫn chưa xong. Thiên hộ sở lại lấy hiệp trợ huyện nha đuổi bắt tội phạm truy nã làm lý do, đem to lớn trong trà lâu trong ngoài bên ngoài lật một lần. Lần này, còn có người sẽ không rõ huyện nha cùng thiên hộ sở đều tại cho Triệu Sở Sở ra mặt sao? Ai còn dám đánh đậu hữu phương tử chủ ý? như thế nháo trò thời điểm cũng không còn sớm nếu là về thôn muốn sờ đen đi đường triệu sở sở cũng không muốn tại trừ tạ hành bên ngoài mặt người trước lấy ra hiện đại đồ vật một thảo luận liền quyết định trước tiên ở trong thành qua một đêm ta đi gặp bằng hữu chậm chút trở lại các ngươi dùng cơm không cần chờ ta triệu sở sở dự định đi cam gia nhìn xem mỗi lần tới huyện thành đều chưa từng đi nhìn cam mậu sinh nàng có chút băn khoăn tốt ngươi đi đi triệu mỹ lan gật gật đầu triệu sở sở đem sớm chuẩn bị tốt lễ lấy ra đến cam gia nàng vừa muốn đưa tay gõ cửa cửa liền từ bên trong mở ra cam tuyền thần sắc lo lắng đi ra ngoài cũng không biết có phải là quá nóng vội đến mức liền cánh cửa đều không nhìn kém chút trượt chân té ngã cam đại ca ngươi đây là muốn đi lên chỗ nào triệu sở sở vội vàng đỡ lấy cam tuyền thế nhưng là xảy ra chuyện gì rồi sở sở cam tuyền phát hiện là triệu sở sở lập tức giống như là nhìn thấy cây cỏ cứu mạng, bỗng nhiên bắt lấy cánh tay của nàng, ngươi tới được vừa vặn, ta đang muốn ngươi, cầu ngươi mau cứu nải nải ta. Cam Tuyền nói xong, không đợi triệu sở sở trả lời, liền kéo lấy triệu sở sở đi vào, triệu sở sở lấy ra hắn tay, nhanh chân đuổi kịp hắn, Cam Đại ca, bà ngươi làm sao rồi, Cam Tuyền ngữ tốc nhanh chóng nói một lần, hóa ra là Cam Lão Phu Nhân đột nhiên mê muội đến kịch liệt, này sẽ đã bắt đầu lưu nước bọt, đọc nhấn rõ từng chữ không rõ tìm đến đại phu bó tay toàn tập, hắn đang muốn đi tìm triệu sở sở, triệu sở sở nghe xong, đây không phải trúng gió sao, trúng gió tới chết suất rất cao, coi như cứu giúp trở về, cũng cần dài dằn dặt thời kỳ dưỡng bệnh, bộ phận bệnh hoạn sinh hoạt hoàn toàn không thể tự gánh vác, triệu sở sở một chút lắng nghe, liền từ khóc tròng âm thanh bên trong nghe ra cam lão phu nhân ở nơi đó, nàng bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Bao quát cam mậu sinh ở bên trong cam gia người đều đứng tại bên giường, nhìn xem nằm tại kia không cách nào động đậy miệng méo lưu nước bọt không cách nào nói chuyện cam lão phu nhân bầu không khí rất nặng nề da da sở sở đến cam tuyền lớn tiếng nói đám người bỗng nhiên nhìn sang triệu sở sở đã đi tới bên giường không để ý tới cùng người chào hỏi trầm giọng mở miệng các ngươi tất cả đều ra ngoài không muốn chậm trễ ta cứu lão phu nhân nếu không lão phu nhân coi như cứu trở về cũng sẽ tê liệt tại giường cam mậu sinh quyết định thật nhanh đem gian phòng bên trong tất cả mọi người đuổi ra ngoài cam lão phu nhân tình huống đã rất nghiêm trọng triệu sở sở không chút nghĩ ngợi liền đối cam lão phu nhân dùng trị liệu dị năng nàng dị năng vẫn như cũ còn không có trở lại trạng thái đỉnh phong không cách nào làm cho cam lão phu nhân lập tức khôi phục như lúc ban đầu về sau nàng mượn tay áo che lấp từ không gian bên trong lấy ra châm bao cam mậu sinh nhi tử cùng hắn không giống là cái người đọc sách có điều đã nhiều năm như vậy cũng chỉ kiểm tra đến cái tú tài mà thôi, không có cách nào tiến thêm một bước, bây giờ tại huyện học làm phu tử, kia hào hoa phong nhã dáng vẻ, cùng cam gia nam nhân khác không hợp nhau. Hắn lo lắng hỏi cam mậu sinh, cha, sợ sở, sở thật có thể đem nương cứu trở về sao? Cam mậu sinh trừng mắt liếc hắn một cái, cái khác đại phu cũng không có cách nào, sợ sở, sở có thể cứu tốt nhất, coi như cứu không được, nàng cũng đã hết sức, ngươi dám hoán nàng thử xem, chương 160, thật là một cái dịu nhân cha, ta không có ý tứ này. Cam Anh Chí vội vàng giải thích, là nương tình huống quá tệ, ta, nhắm lại ngươi miệng quả đen, tin hay không lão tử một cái thuốc độc tâm ngươi. Cam Mậu Sinh nghiêm nghị đánh gãy hắn, Cam Tuyền cùng Cam Lâm tranh thủ thời gian cho cha ruột đưa cái ánh mắt, làm sao vẫn là trước sau như một lời gì đều hướng bên ngoài nhảy. Không thấy được lão gia tử hiện tại tới lúc gấp rút được lửa, cha của bọn hắn thật nên thật tốt học một ít làm sao nói mới tốt. Cam Mậu Sinh nhìn chầm chầm vào cửa phòng đóng chặt nhìn, hắn cùng nàng dâu thiếu niên vợ chồng, mặc dù nàng dâu dữ dằn, nhưng cái này thoáng qua một cái chính là hơn nửa đời người, hắn đã thành thói quen nàng lao thao, về sau muốn thật rốt cuộc nghe không được, hắn cũng không biết mình làm như thế nào quen thuộc, Cam Mậu Sinh trên mặt không hiện. Trong lòng lại so ở đây bất luận kẻ nào đều muốn khẩn trương, ngay tại cam gia lòng người gấp như lửa đốt, coi là triệu sở sở cũng bất lực thời điểm, cửa phòng mở ra triệu sở sở từ bên trong đi tới, sở sở, lão bà tử thế nào rồi? Cam mậu sinh một cái bước xa xong đi lên, vội vàng hỏi, nhưng, còn, còn sống, ta đến đúng lúc, lão thái thái cứu trở về, chẳng qua khoảng thời gian này vẫn là phải nằm trên giường dưỡng bệnh. Triệu sở sở cười nói, cam gia gia đừng lo lắng, thật. Khi nàng về sau còn có thể đi đường sao, cam mậu sinh biết, đã có tuổi người đột phát loại này bệnh, chính thành đều sẽ biến thành không thể động đậy người bại liệt, đương nhiên có thể, ta không phải nói, ta đến đúng lúc sao? Triệu sở sở an ủi cam mậu sinh, ngươi có thể không tin ta, nhưng phải tin tưởng y thuật của ta, cam tuyền cùng cam lâm cũng xông lên, sở sở, nãy nãy ta thật không có chuyện gì sao, ừm, không có việc gì, thật tốt uống thuốc nuôi một đoạn thời gian liền tốt, sau đó ta sẽ liên tiếp cho nàng thi châm nửa tháng, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu triệu sở sở gật đầu vậy được lão đại nhà nhanh đi cho sở sở chuẩn bị gian phòng cam mậu sinh lập tức phân phó con dâu la thị bận liệu đáp ai cha ta cái này đi cam anh chí lấy lại tinh thần liên tục hướng triệu sở sở nói lời cảm tạ sở sở vừa mới xin lỗi ta cũng là quá quan tâm mẹ ta mới nói ra hoài nghi ngươi thật có lỗi a à. cam bá bá không cần phải khách khí người nhà sinh bệnh sốt ruột không thể tránh được Ta cũng sẽ không để ở trong lòng, sở sở là cái hảo hài tử, mới sẽ không cùng ngươi cái này con mọc sách chấp nhặt, cam mậu sinh lại trừng nhi tử liếc mắt, chẳng qua tâm hắn hệ lão thê, cùng triệu sở sở nói vài câu, liền vội vội vàng vàng đi xem người, cam lão phu nhân cũng đúng lúc tỉnh lại, này sẽ miệng của nàng đã không có như vậy lệch ra, cũng không chút lưu nước bọt, liền nói chuyện cắn chữ cũng rõ ràng rất nhiều, lão đầu tử, ta còn sống sao, nói cái gì ngốc lời nói đâu ngươi còn có thể sống lâu trăm tuổi cam mậu sinh thấy lão thê thật đã tốt nhiều trong lòng tảng đá lớn cũng để xuống ta sao có thể nói chuyện rồi cam lão phu nhân kinh ngạc là sở sở đứa nhỏ này vừa vặn dự định tới nhà nhìn ta cũng là chúng ta vận khí tốt không phải chậm thêm một chút coi như cứu trở về ngươi về sau cũng không thể đi đường chẳng qua ngươi yên tâm sở sở nói ngươi bây giờ chỉ cần thật tốt nằm trên giường nuôi một đoạn thời gian rất nhanh liền có thể hành tẩu như thường là ngươi thường nói đứa bé kia sao? Đúng, chính là bình định ôn dịch sở sở. Người đâu? Ta còn không có gặp qua nàng đâu, còn ở bên ngoài đầu, ngay tại cho ngươi viết phương tử đâu. Lão bà tử, ngươi cũng không nên suy nghĩ lung tung a, à, nếu là ngươi đi, về sau ai đến lại nhãi ta? Đi cái gì đi, còn không có nhìn thấy bọn nhỏ thành gia đâu, ta nơi nào bỏ được. Cam lão phu nhân nói, mà phía ngoài Triệu sở sở nhĩ lực quá tốt đem lão hai người đối thoại tất cả đều nghe đi vào nàng cũng không có nghĩ đến ở bên ngoài một bộ lạnh như băng bất cận nhân tình cam mậu sinh bí mật cũng là thiết hán nhu tình đối thê tử thâm tình một lòng la thị thấy triệu sở sở phòng nghỉ thời gian nhìn thoáng qua liền cùng triệu sở sở nói ra ta cha chồng cùng bà mẫu tình cảm rất tốt rất ít cãi nhau mặt đỏ chúng ta cái nhà này kỳ thật chính là ta bà mẫu làm chủ ta cha chồng cái gì đều nghe nàng nhìn ra nhà các ngươi không khí rất tốt từng cha chồng cùng bà mẫu đợi ta vô cùng tốt, cũng lúc nào cũng gõ tướng công, để tướng công không muốn bị phía ngoài xanh xanh đỏ đỏ mê mắt, cam bá bá tự như là người đọc sách, đúng, bây giờ tại huyện học làm phu tử. Chẳng qua ta tướng công người này, xưa nay không biết cái gì gọi là uyển chuyển, nhanh mồm nhanh miệng, người biết không ít người đọc sách đều tự cho là phong lưu, tại trong thanh lâu đều có những cái này cái gì hồng nhan tri kỷ. Ta tướng công trước đó vì cùng cái khác phu tử tạo mối quan hệ cũng đi, nhưng là ngươi đoán làm gì làm sao rồi hắn đối những cái kia thanh lâu nữ tử bắt bẻ không phải nói người ta son phấn thoa phải dày chính là nói người ta miệng giống ăn tiểu hài tử đồng dạng còn chững chạc đàng hoàng khuyến cáo các nàng không muốn như vậy dọa người cuối cùng bị tú bà oanh ra thanh lâu bởi vì những cô gái kia đều bị hắn nói khóc triệu sở sở đây thật là cái dịu nhân a à. tại thanh lâu ngồi trong lòng mà vẫn không loạn nam nhân cũng không ít không nghĩ tới cam anh chí thế mà là như thế một cái cứng nhắc lại chính trực nam nhân ha 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 kia cam bá bá sau này sẽ là muốn đi cũng đi không được rồi từng những cái kia thanh lâu đều buông lời ra tới không chiêu đại tướng công nhà ta la thị nói đến đây che miệng cười khẽ về sau còn bị ta cha chồng hung hăng đánh cho một trận bởi vì hắn đi thanh lâu sao. từng la thị cởi mở lại hay nói lại không có gì tâm cơ cam tuyền cam lâm hai huynh đệ lại nghe lời hiếu thuận có thể thấy được tại cam gia sống rất tốt cam mậu sinh tại gian phòng đợi hồi lâu mới ra ngoài sau đó để triệu sở sở đi vào nói là thê tử muốn gặp triệu sở sở triệu sở sở đi vào cam lão phu nhân liền để nàng tới ngồi tại bên giường tinh tế tường tận xem xét triệu sở sở hài tử hôm nay thật nhờ có ngươi nàng cầm triệu sở sở tay ngươi thật đúng là chúng ta cam gia đại ân nhân nếu không phải ngươi lão đầu tử trước đó cũng không chịu đựng được lão phu nhân khách khí học y chính là chăm sóc người bị thương, là đại phu chức trách, vậy cũng phải ngươi xuất thủ cứu giúp, người mới có thể sống sót, phần ân tình này là thế nào đều xóa không mất. Cam lão phu nhân là cái rất hòa thuận lão nhân, nàng không có chút nào che giấu đối triệu sở sở thiện ý, triệu sở sở miễn cười, dẫn lại tính tình nghe cam lão phu nhân lãi nhãi, không bao lâu, la thị liền tiến đến, để triệu sở sở đi ăn cơm, nàng đến bồi lấy cam lão phu nhân, chờ triệu sở sở sau khi đi, Cam lão phu nhân hâm mộ nói, tạ hành mệnh thật tốt, cưới được sở sở dạng này nàng dâu, nếu là chúng ta A suối cùng A lâm cũng có phúc khí như vậy liền tốt, la thị khóe miệng giật một cái, bà mẫu chẳng lẽ muốn cho mình hai đứa con trai đào chân tường A, khó mà làm được, vừa nhìn liền biết triệu sở sở cùng tạ hành tình cảm rất tốt, loại này chia rẽ người khác sự tình tuyệt đối không thể làm, mẹ, A suối cùng A lâm cũng có nhân duyên của mình cùng tạo hóa, chúng ta không thể làm chọc người ghét sự tình. La thị nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định mở miệng khuyên nhủ bà mẫu.